quay về. Người nào mê đá gà đánh đề là một chén bó luôn, cả đồ bóng đá cũng bỏ hết, nhờ che mẹ con. Ăn vô một chén thôi đi, xì ba tham mi được da sáng dần trắng bóc từ nước cổ dừa. Đầu bạc trắng quắc vô chén chè, mẹ đang xe hết ngày, tóc liền đen mượt đẹp ba chay. Con ơi cho chú hỏi thăm tìm chè cô Hương, cô Hương duyên dáng kiêu xa nhìn thấy thích liền. Người tương ta mắt to mỗi trăm làn da trắng rất xinh, body sexy thì mê ly. Phải chỗ này không con? Hai con, cho chú hỏi thăm, đây có phải là tiệm chè của bà Tám không tụi con? Dạ không, đây là tiệm chè của bà Hương. Ôi sao tiệm chè mà hình bán bánh tét không vậy con? Dạ ngày thường mình bán chè, mà bữa nay Tết đến rồi mình bán bánh tét. À, cũng đúng ha, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, trời chú quên. À, vậy cho chú hỏi thăm là hai đứa con có biết nhà của cô Hương ở đâu không ạ? Dạ, ở đây có nhiều cô Hương lắm, chú muốn hỏi thăm cô Hương nào? Trời ơi, dễ thương quá à. Trời lý lắc quá à. Chú muốn hỏi thăm cô Hương có cái vóc dáng thon thon, giọng nói ví von, má đỏ môi son và hay thích chơi tạc lon. Trời ơi, ai mà dám chơi tạc lon trước cửa tiệm chè mẹ con mà ló làm bể một chiếc chè là mẹ con đập chết luôn á. Mẹ con bá đạo quá vậy con, mẹ con dữ quá vậy. Dạ mình có cô Hương bán thịt heo. Ồ, chú biết cái cô Hương đó, cô Hương đó hồi nhỏ đi học á, tụi chú gọi là cô Hương qua đèo. Ủa chú, cô qua đèo là cái gì vậy chú? Là heo qua đường. Dạ cô Hương bán nước hoa. Ồ, chú biết cái cô Hương đó luôn. Cô Hương đó tên là cô Hương Tràm. Ngày xưa thích chú lắm mà chú không có chịu. Dạ cô Hương hoa hậu. Cô Hương hoa hậu? Ủa con buộc cô Phạm Hương ở đây hả con? Dạ không, cô Hương hoa hậu là mẹ con. Vậy là mẹ con đẹp lắm á. Dạ chắc vậy. Con, trời ơi, có khách sao không kêu mẹ? Đây nè, mẹ xin mứt dừa rồi, hai đứa bỏ vô bịch lát nữa mẹ con mình bán lẻ nha. Dạ. Đi cho khéo nha con. Trời, đi cho khéo nha, mén để đổ á. Cưng hết chứ con. Kìa Hương của tôi. Trời, tâm chó. Đúng là Hương của tôi rồi. Chỉ có Hương mới biết cái tên cúng cơm của tôi, tâm chó. Tại hồi nhỏ mới đẻ ra khó nuôi, ba má mới bỏ ra ngoài bụi cây đó. Ông thầy bói đi ngang qua, cấm nói giờ muốn nuôi dễ không, đổi tên nó đi. Tôi đẻ ngay năm Tuất, bởi vì ba mẹ mới đặt tên là Tâm Chó. Mà ba mẹ anh cũng kỳ, tại sao đẻ năm Tuất không kêu là Tâm Tuất cho nó dễ thương, đặt Tâm Chó làm chi. Mà cũng may là ở Việt Nam, chứ lỡ ở bên Mỹ ta kêu ngược lại, kêu ê chó Tâm. Này cũng ở Mỹ nha, mà tao không có kêu chó Tâm nha. Đi kêu Mỹ. Vậy qua tới đó đổi được tên gì anh? Tâm Bù Đó. Trời ơi, cũng không né được tự chó nữa hả? Đừng. Trời ơi, Hương đây sao? Nó đó anh. Sao mà nó bèo nghèo quá vậy? Không, chứ còn ngon lắm Hương. Thấy vậy thôi, chứ bề nổi thôi, chứ bề chìm là nó ngon lành như chè vô nước vậy đó. Có duyên lắm Hương à. Hả? Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Hương, chính Hương ngày xưa đó, để bây giờ một nắc nuôi hai con. Hai con rồi. Hai đứa nhỏ nãy con của em đó. Đồ cái kẻ bạc tình lan. Bạc tình lan là đàn ông phụ đàn bà, ta mới chửi câu đó. Đúng ha. Sorry, tại tôi đi Mỹ nhiều năm quá tôi quên tiếng Việt. Đúng rồi. Vậy đàn ông phụ tình đàn bà thì người ta gọi là bạc tình lan. Còn đàn bà, đàn bà phụ tình đàn ông thì gọi là cái gì? Không có trong từ điển Việt Nam. Bởi vì phụ nữ Việt Nam chung thủy lắm cho nên không có từ đó. Tiếng Việt nó không có nhưng mà tiếng Mỹ nó có. Ủa sao có? Tiếng Mỹ nó gọi là you are liar. You are cheater. Là gì? Nói chung là bà gian dối, bà lật lòng. Phải không?
Tôi có lật lọng ông bao giờ? Bà không những gian dối, lật lọng trong tình yêu, bà còn gian dối trong buôn bán nữa. Buôn bán thì mắc gì gian dối? Nhìn đi. Dạ. Ơi, treo đầu hê, treo đầu dê bán thịt chó. Để tiệm chè mà bán bánh tét không à. Trời ơi, tết nhất ai ăn chè? Một nách nuôi hai đứa con thì phải biết xào chè để sinh sống chứ. Tôi lấy nếp nấu chè tôi chuyển qua tôi gói bánh tét tôi bán. Còn cái dừa mà làm nước cốt dừa đó thì tôi làm mứt rồi tôi bán. Trời, sao anh không về sớm chút xíu tôi mượn cái mỏ anh ha. Cái mỏ tôi làm gì vậy? Cái mỏ của anh mà để dừa đó, anh dừa bánh tẻ để vô sấy một cái rột đem ra bán luôn khỏi sên mứt. Mỏ này mà nạo cái tôi cùi luôn nè. Nè nè nè, không có để cái mỏ ra buôn bán nha, dẹp nha. Trời ơi, phải cho tôi bao máy con, nó sao không vô bịch dừa nhỏ nhỏ cho mẹ, xách vô vô bịch nhỏ cho mẹ nghe, vô từng bịch đi gãi đem ra cho mẹ nghe không? Trời ơi, phải bán lẻ mà con, mình bây giờ mình nhỏ, mình bán buôn bán nhỏ, thấy thương mẹ con ha, buôn bán nhỏ. Gì? À là cái đồ phụ tình mà. Ủa, phụ tình gì? Bà nhớ lại đi. Nhớ gì? Cũng tại cái tiệm chè này. Đúng rồi, tiệm chè này. Tôi kêu bà đứng đây bà chờ tôi, bà nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Lúc đó tôi mới có 5 tuổi đầu à. Còn áo 6 tuổi. Vậy mà nở lùng nào rủ người ta cởi chuồng tắm mưa. Vậy mà tôi cũng ngu nữa. Lúc đó 5 tuổi à. Trời tắm mưa vui thiệt, cái nhà quá tắm. Nhớ không? Tôi nhớ. Còn tung thăng tung thăng. Bữa đó trời mưa lắm. Đúng rồi, bữa đó mưa bụi cũng tắm luôn. Bữa đó mưa ngâu. Ừ, mưa rào cũng tắm luôn. Ồ, mưa đá luôn. Trời ơi, rớt vô mặt đau quá, ui da. Ui da, nhưng mà lạnh quá anh ơi, trời lạnh quá. Đúng rồi, lạnh quá. Tôi mới kêu Hương về đây nè, núp dưới quán chè của bà Tám. Tôi đứng dưới tiệm chè tôi đợi nha. Chỗ này nè, rồi tôi mới chạy về. Ê Tám, nó nghe nè, quay lại đây đi. Mệt quá, bây giờ tôi suy nghĩ rồi. Trời ơi, ông 30 năm rồi giờ tôi mới suy nghĩ lại. Đứng đây tôi lạnh như một con chó con ở đây. Mà nở lòng nào, ông nói ông chạy về thay đồ, rồi ông đi mất hút luôn vậy. Tôi chạy về tôi tắm. Mà có tôi thay bộ đồ sạch sẽ, phóng lên giường, lấy cái mền trùm lên, bới tôi cơm ăn cho nó ấm lòng rồi tôi đi Mỹ luôn. À, nghĩ sao cho kỳ hiên, để cho con nhỏ nít 5 tuổi đứng đây chờ ông quá trời luôn. Bà cũng nói rồi, bà có 5 tuổi, tôi có 6 tuổi, ai kêu bà ngu làm chi. Con nít nói bà cũng tin nữa trời. Nghĩ sao vậy? Nói gì tôi buồn nghe. Buồn tại gì? Tôi chung thủy chứ bộ. Người ta nói là ngu lan chức nữ, đứa nhỏ xíu với nhau, thời tiên đồng ngọc nữ. Thì ông nói tôi mới chờ ông 30 năm chứ ít gì. Mà tôi cũng thiệt á, tôi cũng ngu thiệt. Tôi chờ ông á, đến nỗi bà Tám nè, tôi ra tôi phụ bà chờ bà Tám bán chè, cái bà chết luôn. Bà Tám bà chết rồi hả? Chứ còn gì nữa, 30 năm sao bà sống nổi. Giờ bà sống thành trăm mấy, bà thành quỷ hay gì. Cái tôi mới sang tiệm chè lại tôi bán, tôi sợ anh về anh không gặp tôi. Tôi mới sang tiệm chè này lại tôi bán á. Mà tôi cũng khôn thiệt, tôi mặc quần áo tôi bán chứ tôi đứng như cái thân hình ngày xưa chắc đâu ai vô ăn chè. Đợi anh 30 năm rồi đó. Tôi xin lỗi Hương, tại tôi qua bên đó tôi lo ăn học rồi tôi đi làm đầu tắt mặt tối, tôi đâu có nhớ ngày nhớ tháng gì đâu. Cái bỗng một hôm tôi thèm ăn chè, tôi mới đi mua bịch chè, bước ra cái tiệm, trời ơi mưa nó ập tới. Không biết không, Cali nó ít mưa lắm. Vậy mà bữa trời ơi mưa xối xả, mưa ào ào trong mặt tôi. Rồi một cái tiếng sét râm văng vô trong mặt, rớt xuống bịch chè. Tôi mới nhìn bịch chè, tôi nhớ tới Hương, tôi mới gọi mua cái liền một cái vé về để thăm Hương. Thì trời ơi, cái gì vậy? Đồ cái kẻ phụ tình. Trời ơi, lì dễ sợ luôn. Tôi đã nói với anh tôi có phụ tình mà nói hoài à. Mẹ, mẹ. Hả, cái gì con? Chú này là ai vậy? Ừ, đừng có sợ. Chú hả? Chú này là người yêu của mẹ đó. Trời ơi, bà mét, sao bà biết luôn vậy? Ủa, người yêu là sao? Mày ơi, chị lớn mà chị không biết gì hết. Em nhỏ em biết nè, để em giải thích cho. Là giống như trong phim đó. Phim gì? Dạ phim. Phim gì vậy? Phim gì con? Cho em coi phim gì? Phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Dạ, mẹ biết không? Phim Tom và Jerry đó, con mèo Tom nó yêu con chuột Jerry lắm. Khi nào nó thấy Jerry nó mừng lắm, nó hung biếm vậy nè. Được, coi phim hoạt hình được, mẹ tưởng coi phim gì mẹ hết hồn. Thôi đi nha, gia đình bớt cái đóng phim hoạt hình đi. Bà nói bà không phụ tình, với bà nói đi, con Tom and Jerry này ở đâu ra? Ý chú, con thích làm Jerry lắm, nên con muốn làm Jerry. Dạ con là con mèo Tom. Con bự vậy con làm Tom, nhỏ nhỏ vậy làm Jerry được nè. Chú ơi, con có một bài thơ này tặng chú nè. Có một con này giống chú lắm. Con biết làm thơ hả? Dạ. Con làm thử chú nghe coi. Anh không phải là thi nhân thi sĩ, anh chỉ là con khỉ con
của em thôi. Cái gì vậy? Tôi lỡ cho nó làm Tom and Jerry, cái đó cho tôi làm con khỉ liền chứ trời. Con mặt chú giống con khỉ lắm á. Dạ không không, con nói lộn để con đọc lại. Thôi đọc lại đi cho chú nghe con à. Anh không phải là thi nhân thi sĩ, anh chỉ là chi kỷ của em thôi. Trời ơi, chi kỷ mạng nhỏ đọc rẻ đó thành con khỉ. Con ơi, chú đó là chi kỷ của mẹ con đó. Chú ở bên Mỹ, chú về thăm mẹ con đó. Ồ, vậy hả chú? Ừ. À. Chú ở bên Mỹ hả? Chú có biết tiếng Mỹ không? Ồ, con biết tiếng Mỹ luôn. Rồi. Con dạy cho chú nha. Con biết tiếng Mỹ luôn? Dạ. Ô, sao con biết hay vậy? Dạ, mẹ con dạy. Bà biết tiếng Mỹ hả? Xin lỗi anh à, tiệm chè nhỏ nhỏ chỉ bán cho Việt Kiều không nam. Để con đố chú nha. Ờ, à, sao con? Con coi băng Thúy Nga, con thấy chú Đen Nhậu Phú làm lau mi. Con đố chú, lau mi là gì tiếng Mỹ? Eyelashes. Không phải, long mi là hair kiss, long là hair, mi là kiss. Cái gì? Long mi là hair kiss. Bà chỉ hả? Trời chứ còn gì nữa, xin lỗi à, gia đình tôi tiếng Anh là một bụng, quất một câu nữa cho chú nể con. Đâu thấy nể nể rồi đó. Mẹ hay yêu cầu hai con làm chuyện tốt, con đố chú yêu cầu là gì tiếng Mỹ? Yêu cầu là request. Sai biết rồi. Ủa, sao sai? Yêu cầu là love toilet. Yêu là love, cầu là toilet. Trời ơi. Hả? Con give me fine. Tiếng Mỹ của chú nó dở ẹ cả. Không sao đâu. No sitawet. Con sẽ kêu mẹ dạy cho chú. Yên tâm đi, anh về đi, gia đình tôi kèm ngoại ngữ cho. Con vô rót ly nước mát cho chú uống, cho chú xuống máu đi con. Dạ. Chịu nổi với gia đình mình rồi. Dạ. Con nghe rót nước mát nha con. Trời, thấy cưng không? Làm bộ đẩy hai đứa nhỏ vô ha. Gì vậy? Để sợ tôi giặt tội bà hả? Tội bây giờ bà có cho tôi uống cái gì, tôi nói thiệt cái bà tôi má tôi cũng lên đến đầu đi nè. Gì vậy? Nói với tôi là ông phụ tình. Mà trả lời tôi đi. Gì? Ba của hai đứa nhỏ này là ai? Ba của bà, tôi cũng không biết nữa. Gì vậy? Tại vì buôn bán nhiều lúc bán không được, cái buôn bán dạo gánh đi vòng vòng bán nữa. Bà không biết ba của hai đứa nhỏ là ai, bà cũng phải biết là ba nó đang ở đâu chứ. Ở đâu hả? Ở đâu ai biết ở đâu? Cái gì vậy? Thì tại vì đi buôn bán. Trời ơi, bà bán chè dạo. Ờ. Rồi bà đẻ dạo luôn hả? Bà đẻ dạo luôn hả? Con mèo ngoan kia. Mà em không phải con mèo ngoan. Em không có đẻ dạo mà, em chỉ có con dạo thôi. Là mỗi dạo là con đứa, mỗi dạo là con đứa đó. À. Trời ơi, em sang tiệm chè ở đây nha, bán nổi tiếng lắm. À. Bán khéo mà, bán nổi tiếng lắm cho nên 4 giờ sáng em dọn rồi. 4 giờ sáng dọn ra đây nè. Cái bữa đang lui cui vậy đó, mở cái nồi chè đang úp này nè, mở ra. Thấy bé Tôm á, nhỏ lớn đó, bỏ... gia đình nó bỏ đâu chắc lúc đó nó có 3-4 tháng tuổi hà, cái em mới nuôi nó. Trời ơi, mà lúc đó tôi còn gái mà mới có 21-22 tuổi hà. Đâu có sữa cho nó bú. Suy nghĩ nát nước luôn mới nghĩ ra được cách á. Lấy nước cốt dừa cho nó uống. Ta nói nó uống nghe nó bự bự ra ông trời thương, tôi nuôi làm sao mà 1 tuổi mà như 3 tuổi vậy đó. Mát tay tiếng lành đồn xa, nuôi nó chưa được 3 tuổi là buổi sáng lụm thêm con cha ghi nữa đó. Nó giục ở đây nữa mà ăn cha ghi hồi mà là mà nuôi nó thương lắm. Nó đẻ thiếu tháng có chút ép vậy nè. Mà không biết thiệt, tôi nuôi mát tay sao cũng được 6 năm nay nó 6 tuổi rồi đó. Nói vậy là con nuôi thôi hả? Bị ép nuôi. Nãy bước vô là tôi biết con nuôi rồi. Làm sao mà con thiệt được? Sao vậy? Trời ơi, nhan sắc tà làm sao đẻ được hai đứa lộng lẫy vậy? Tán tán giờ à? Quê nha. Hết hồn tự khen tôi tốt. Nó dù gì ta cũng là hoa hậu sớm chè. Cái này lạ nha. Ê, nên cái vụ như ở đâu lòi ra hoa hậu vậy? Thì tôi tự đặt cho tôi vậy đó, cho người ta thấy tôi chảnh chẹ, người ta không thèm cua tôi. Bởi vậy tôi mới có thời gian ở không 30 năm để chờ mấy người đó. Trời ơi, nói câu nghe mát lòng dễ sợ. Nói vậy là 30 năm nay bà vẫn chờ tâm chó hả? Ừ.
Trời, kỳ quá à. Tự nhiên giờ già cứ tâm chó kỳ quá à. Bởi vậy cái số tôi thiệt kỳ quá. Thế nào cũng đợi được cái mặt chó về. Thế nào cũng đợi được cái mặt đó về. Đó rồi, kỳ. Ra đây cả. Bởi vậy tôi nói thiệt á. Tôi biết mà, tánh Hương là tốt bụng lắm, bà khéo léo lắm. Chỉ có một mình tôi thôi à. Lúc nào tôi cũng nghĩ xấu cho Hương. Tại tôi là người xấu mà. Chú ơi, chú đâu có xấu đâu. Chú chỉ thấy ghê thôi à. Trời. Cái gì vậy con? Chú thấy ghê hả? Dạ không. Ý con muốn nói là chú nhìn thấy mê á. Con nhỏ nó nói lẹ quá, nó liệu chữ. Trời, cái chữ thấy mê mà nó nói là thấy ghê. Nói lại gần để chú nghe coi thấy sao con. Thấy mê. Trời ơi, I love you. Chú làm beautiful. Hả? Tiếng Mỹ nè. Dạ. Mẹ chỉ luôn phải không? Dạ. Này con, beautiful là dành cho phụ nữ đẹp, chẳng hạn như mẹ của con. Còn như chú là có phải gọi là very handsome. Nói nghe, kể từ bây giờ đó, chú sẽ dạy lại tụi con. Kể từ bây giờ, chú muốn hai đứa con gọi chú là ba. Hả? Gì? Ba gì ai đồng ý được ba. Gì thế này? Tôi về đây, tôi kiếm con trâu mà nó lòi ra hai con ngé ọ. Hả? Nhiên giờ về trăng trâu à? Hả? Nó gì quá, nó cỡ chết đi. Chú, mẹ có mắc cỡ nhìn thấy ghê quá hả chú? Trời đất con. Mẹ con vui tính dễ thương, nấu chè xú giáp ở lỡ ăn vào một chén là mẹ tới già. Mẹ con đây bao buồn thật thà, bà con ai cũng thương. Hết giờ quảng cáo phần của con, tới phần chỉ con. Zalo, Facebook, live chiến quán chè câu hương đông vui mỗi ngày rất hot, chiều lại bình bừng. Chè thơm ngon sắp cần nơi nè, mà yêu cô bác ơi, xin đừng mua thiếu mẹ hơi dồn. Cởi nghiệp mẹ con. Mẹ vui khi thấy các con ngày một khôn ngoan, chăm lo học hành phụ giúp mẹ bao việc nhà. Cả nhà ta sống vui chan hòa, trọn đời mai có nhau. Cho dù gian khó mẹ vẫn muốn một đời vì con. Thương em một nách hai con, dài dầu mưa nắng anh mong thân này gánh vác cùng em một phần. Cùng lo cho các con nên người, đời ta chung hướng đi. Anh chờ em tí để em nghĩ. Từ đây mẹ ơi. Ôi, hôm nay Tết rồi, với con ta chống lưng rồi. Nay mẹ con mình nghỉ bữa, ăn Tết sớm ha. Mang mứt dừa xuống nè, tặng cho bà con hàng xóm mình ăn cho ngọt miệng luôn nha. Hiểu không? Dạ, dạ. Rồi ra đây chào bà con cái nè. Rồi mình đi vô nè, phát mứt dừa nè. Gia đình bốn cây mai vàng xin thân ái chào quý vị. Chúc năm mới quý vị vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Happy New Year. Thôi tâm ơi. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến một trong những ba nhà tài trợ chính, công ty điện tử Teletron. Thank you. Dạ. Yeah. Quý vị nhớ nha, ghé cho Teletron lấy một cái ghế Inada về nằm sóng xoài đã lắm, nó bóp đã lắm quý vị. Thank you. Chiều rơi chậm chậm
để tôi hôn lên đôi má hồng rồi xa nhau rồi nghẹn rồi chia ly vĩnh biệt người ra đi. Đau xót nhìn em mắt lệ tuôn trào đầu tim em đã chết ngọt ngào yêu thương ngày đó nay sao đành xa biệt ngàn khơi em ơi thư tình trao gửi hôm nào lời yêu em trong nhật ký tình mình bao nhiêu thương nhớ sao giờ ta đành lìa xa tình ơi sao đành bay xa vội làm chi xa đi bỏ anh nơi này mất nhau thật rồi nói chi nên lời đừng vội em ơi nhắm mắt làm chi nhắm mắt làm chi cho người buồn cho tình này ngàn nhớ tin thương hoa lá rụng rơi tim vỡ tan rồi đường xưa dấu chân còn đó chiều buồn nghiêng nghiêng mây gió đau lòng tin biệt người đi chiều buồn nghiêng nghiêng mây gió đau lòng tin biệt người ra đi. Trời ơi, ca sĩ đứng đường mà hát muốn đứng hình luôn à trời ơi. À, hay quá chào lắm cũng nhận tiền luôn á anh em chào anh ca sĩ đứng đường em ơi dạ anh là ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường à đây đúng rồi ngoài đường hay đứng đường thì nó có dư có chữ ngoài thôi chứ đâu có gì đâu thì cũng là đứng đường thôi chứ đâu có đứng trong nhà đúng không cũng đứng ngoài đường đứng trước rạp hát thôi mà tại em chân thật vậy đó em nghĩ sao em nói vậy xin lỗi anh dạ em ơi hả à? Em mới bị quýnh ghen hay sao mà mặc bộ đồ te tua như con bạch tuộc gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi mới nói ông đứng đường, ông nói tôi lại con bạch tuộc. Tôi nói anh nghe không có ai rảnh, nó đánh ghen. Nó thấy tôi rồi, nó ghen, nó quánh vô mặt tôi chứ không ai đi. Mà đi có thời gian mà nó xé từng miếng vậy trơn trời á. Anh hiểu không? Anh ra là đừng có nói vậy biết không? Nói anh nghe, tôi mặc đồ này tôi có dụng ý hết trơn á. Là để anh chi biết không? Để người ta thấy tôi đẹp. À. Anh biết không nè, của tôi đứng ngang là hết hồn luôn nè, anh thấy không đã? Nói theo kiểu mà thị trường nhà đất Việt Nam đó là nói vậy. Trời ơi, nhìn cái dáng nhỏ này giống như nhà trong hẻm tự nhiên phóng lộ lòi ra mặt tiền mà phía sau còn được đền bù. Đúng không quý vị, đúng không? Dạ. Ghê chứ, ghê là ăn mặc phải nghiên cứu, anh hiểu không? Như anh đang hát như vậy á, mà em chạy ra như vậy á, thì em giống dân chơi quá đó nha. Trời đất ơi, sao tự nhiên anh nhìn em anh biết dân chơi liền vậy anh? Dạ đúng rồi, em nè, dân chơi không sợ mưa rơi hả? Nghe nè, trời mưa ướt áo ướt quần, cũng không ướt được tinh thần dân chơi. Wow. Dân chơi không sợ mưa rơi to quá dân chơi đi về. Wow. Ghê không? Điên sao bây giờ lạnh mà mưa nó chơi hồi đang về bệnh à?
Nhưng mà em làm như vậy á, người ta nói em bị thần kinh. Trời ơi, vậy là anh không có biết rồi. Trời ơi, anh không biết cái giá trị của thần kinh rồi. Đây nè, em nói ra nè, theo cái suy nghĩ nè, theo là coi như là dẫn chứng của khoa học hành tinh, tất cả để lại là những người thần kinh là như vậy. Tôi nói cho anh nghe, khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh là làm cho những đứa thông minh phải ức chế. Đúng không quý vị? Dạ, tôi nói anh nghe, anh chửi tôi thần kinh, đúng rồi, tôi thần kinh, tôi khùng mà, tôi điên mà, tôi muốn làm gì đâu ai trách tôi, đúng không quý vị? Em muốn làm cái giống gì em chửi, em mắng, em xé đồ anh cũng đâu có quyền, bị anh tỉnh mà. Anh tỉnh anh đâu có quyền chửi lại tôi thần kinh mà. Đó, đúng không? Đó, thành ra tôi quậy một hồi anh ức chế, tay đâu, chân đâu, đầy đủ mà anh không đánh, không đá tôi được thì anh tức quá rồi nó chạy tới, chạy lui, ức chế, chạy lên, chạy xuống, chạy qua, chạy lại, xong rồi cuối cùng mấy cái toàn ten nó tức quá rồi nó rụng. Em nói gì toàn ten? Toàn ten cái gì? Ủa hai cái tay ông không toàn ten không? Chạy nó có toàn ten vậy không? Vậy chứ ông nói cái gì toàn ten? Ủa ông có cái giống gì toàn ten? Trời đất ơi! Hết hồn hay chi? Hết hồn cái gì? Ở Mỹ là anh nói được cái là trong sạch, không có nghĩa gì tầm bậy hết á. Đất ơi cái gì? Ông nói anh nghe, anh đừng có chửi em, anh chửi có lại em đâu. À. Hồi lúc mà ba má em sanh ra cái mỏ em ra trước mà. Anh hiểu không? Người ta ra cái khác, còn tôi ra cái mỏ. Vậy hả? Anh ra giỡn chơi với anh vậy thôi, tại thấy sáng giờ anh đứng ngoài đường hát mà chưa có thấy ai đến tặng quà tặng gì cho anh cũng tội nghiệp. Ừ. Tại lúc này dịch giả quá nè. Em chưa tặng em khóc rồi. Xúc động. Em nói anh nghe, tại vì cái quà này là bao nhiêu người ở dưới gửi cho em để đưa cho anh. Em chưa được, em xúc động. Tặng cái gì? Khóc cũng vỗ tay. Vì không lẽ từ đây đến cuối tôi khóc hoài sao? Dạ dễ thương đó nghe. Tôi thẳng anh cái này là tôi bảo đảm anh, bảo đảm ở dưới vỗ nữa mà anh cũng xúc động. Hồi hộp. Tặng anh cặp vú sữa. Hết chuyện tặng anh vú sữa. Giỡn hoài, tặng có đầu tư đây nè. Em nói ra khán giả sẽ vỗ tay từng cặp. Tôi nói anh nghe nè, có phải anh lớn lên là nhờ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình đúng không? Đúng không quý vị? Mà quý vị cũng vậy chứ bộ. Ví dụ bây giờ uống sữa bình thì cũng phải mấp mấy cái đầu tiên chứ. Thành ra mình đi đâu mình cũng phải thành danh như thế nào. Tôi tặng anh là tôi muốn nhắc nhở anh có thành danh, anh thành ca sĩ nổi tiếng, anh cũng phải nhớ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình. Nhưng bây giờ tôi biết má anh nhăn nhéo xài không có được. Tôi cho mượn cặp tôi xài đỡ. Ở nhà nguyên một cây có một cặp một cho luôn. Cầm đi. Tội nghiệp quá. Giờ không cắt để đây chút lấy. Ừ, gọi đi. Còn nữa anh ơi. Còn gì? Em còn quà tặng anh nữa anh ơi. Trời ơi, quà nhiều dữ hả? Em xin chữa được, em xúc động quá trời ơi. Hồi hộp quá. Em tặng anh chùm ớt. Ê trời. Sao mà tặng anh ớt vậy? Trời ơi, em tặng phong thủy đó anh. Trời ơi, anh nói anh nghe Tết tiếc đó. Anh mà tới tặng người ta cái gì màu đỏ là người ta thiệt, người ta thích dữ lắm. Vậy hả? Mà em muốn tặng cho anh, em tặng mà em nghiên cứu dữ lắm á. Em tặng cho anh cuộc đời của anh lúc nào cũng thăng hoa, cũng đỏ lồm, cũng dài thòn vậy chứ đừng có đen thui nhỏ xíu thay góp lắm. Đúng không quý vị? Dạ em tặng, em có nghiên cứu mà. Kỳ quá đi. Trời ơi yên tâm, ngon lành lắm. Sao tặng nghe nè. Kỳ thiệt luôn á. Có tôi tặng quà anh rồi á. Thật ra anh thấy tôi mặc đồ gì anh thấy không? Là tôi cũng muốn làm ca sĩ dữ lắm. Wow. Dạ tôi nói anh nghe, tôi thấy anh hát mình không có ai mà qua ái mộ cho anh kết hợp với tôi đi, ngon lành luôn á. Vậy hả? Tôi biết làm nhiều thứ dữ lắm, tôi biết đủ kiểu hết trơn hết trời á. À. Anh không nghe hả? Anh nghe tôi hát một lần là anh chết chứ không phải dẫn chơi đâu. Em biết hát luôn. Trời đất ơi, em hát bữa hội trường 3.000 người, 2.000 đi cấp cứu, 1.000 kia xỉu tại chỗ không ai sống hết trơn. Em là người ta gọi em là tiếng hát là tàn sát sinh linh. Nguy hiểm quá vậy. Dạ em hát là hết hồn luôn á. Anh không tin em hát thử nha. Thử nghe coi. Rồi từ từ nha. Em nói thật em hát là anh hết hồn luôn á. Nào cái giới thiệu của em thôi là chai Diệt Thảo vứt đi. Thử coi. Dạ bây giờ mời quý vị nhắm mắt xuôi tay thẳng cẳng nín thở nghe em hát vô. Hoàng Nhất ơi anh có biết không, chắc là anh không biết, nhưng mà khi em nói ra thì anh sẽ biết. Từ nỗi cao em băng đồng lội suối lội sông qua nhiều đau khổ nắng táp mưa xa. Dạ cương quyết gặp anh gặp người em mơ em mộng em ngóng em trong bao năm dài chờ đợi đời ca đợi em đêm nằm mơ tưởng tượng. Khi gặp anh thì em sôn trên má em gá vào môi em ngồi trong dạ như thúy kiều đang nâng niu chòm râu từ hai hạnh phúc lắm ai ơi em không còn chơi với như ngày xưa nữa. Hẹn hết mùa trắng em về thưa cùng
cùng ba má. Rồi đến mùa cu hồn các đàn em sẽ đem trầu cao quá cưới anh về làm vợ, hí lộn làm chồng. Em quý em yêu em chịu hết già. Anh muốn gì em cũng làm theo, miễn sao không còn nằm chèo queo mà tư tưởng đến người con trai râu nhiều như quỷ, mắt bự mũi trâu ui rốc độc nhưng mà rất đẹp và đẹp nhất trong chùa. Đừng xỉu. Xíu lên đi theo chuyện đầu tôi ông bà rồi trời ơi. Càng hay dữ nha. Đó em nói mà. Sao? Em nói bình thường em chữa lộn mà mỗi ngày mà hơi em nói vậy đó. Vậy hả? Anh thấy em được lắm phải không? Được. Rồi em hát chưa có phải trơn tru lắm nhưng mà em biết hát đó. Vậy hả? Thôi em biết hát mà chẳng những vậy em còn diễn xuất nữa. Diễn xuất luôn? Trời ơi em diễn xuất là hết hồn luôn á. Em diễn em muốn dưới người ta khóc ta khóc, muốn cười người ta cười, muốn chửi là chửi, muốn chọi dép vô là ta chọi thẳng em luôn á. Ui. Mà người ta em đâu có ngu, em chọi thẳng em né chúng anh. Ôi trời ơi, thiệt ghê không? Em thiệt ghê không? Thôi nguy hiểm quá. Em ghê lắm, em không phải như người ta đâu. Nói nghe nè, em bây giờ quy định hoàn cảnh đi. Anh mới thấy em diễn kịch trội dễ mà mình cứ quy định cái gì mà cho nó gây gốc lên đúng không? Bây giờ anh là người chồng và sắp cưới của em đi. Đã cưới vợ lâu rồi mà bây giờ em nói thiệt với anh, em chán nản anh quá, em kiếm chị em đi lấy người khác. Vậy hả? Sao mà anh tìm mọi cách không khó chứ, anh phải lấy vàng lấy vòng lấy hột xoàn tội vô trong mặt em vậy đó, hoặc là anh lấy vàng anh đánh em cũng được đó hay gì đó, thí dụ gì đó, rồi anh dùng thơ dùng cái, nói chung anh dùng tất cả mọi cái anh phải kéo em lại. Nhưng mà em không chịu ở lại, em quyết định em đi đó, coi có đứa nào hơn, coi em ở lại hay là anh đi thử coi nha. Bây giờ quyết định nha, thử coi. Trời ơi tôi chán anh quá rồi, tóc người ta càng ngày càng thẳng, anh càng ngày càng quăng, bao nhiêu đó thôi cũng đủ bỏ rồi, thì ghét. Tôi để lấy chồng đây. Em nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về nhà trắng mượn súng to, thục qua bên kia 500 quả trời. Để trả thù em đêm đồng phòng. Quý vị vỗ vậy, thục 500 quả banh mẹ năm cái tiểu bang rồi. Trời ơi, động phòng cái gì nữa, cái đó có nước động quan chứ động phòng vậy. Ông mới có thử lòng chút xíu mà anh thấy không, phải không? Anh đối xử tệ với tôi lấy người khác, anh phải chúc phúc cho tôi, đó mới là người đàn ông cao cả, thì tôi còn suy nghĩ tôi quay về với anh. Rồi anh thục 500 quả, trời ơi, thục 500 quả đầu thai 8 lần cũng chưa xong nữa. Tôi nói anh nghe, tại sao tôi bỏ anh? Sao? Có nhiều lý do lắm. Tại vì ngày xưa anh khác, ngày nay anh khác. Giỡn quà có khác gì đâu. Khác, tôi nói thật anh, tôi so sánh xong bỏ dưới toàn bộ mấy ngàn người ta kêu bỏ liền luôn. Thử nghe con. Chẳng những phụ nữ mà đàn ông cũng kêu bỏ luôn, không ai bên anh đâu. Thử nghe con. Nghe nè, nghe tôi so sánh ngày xưa ngày nay nè. Rồi. Ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ khấm khá thì teo mất rồi. Không giỡn nha. Yeah. Ngày xưa thì trận mạc xông pha à. Bây giờ đạn lép nó không ra khỏi nằm. Ngày xưa thì như sắt như đồng. Đúng rồi. Như đinh đóng cột như rồng phun mưa. Đúng vậy. Trời ơi còn bây giờ như cà muối dưa. 10 tháng minh mạng mà nó cũng chưa có ngốc đâu. Ôi trời. Trời ơi, tôi phải tìm mọi cách chứ, tôi phải nói xấu anh không có, tôi cũng đặt chuyện tôi nói rằng tôi đi chứ, anh hiểu không? Mắc cỡ không chết luôn à? Mắc cỡ cái gì, có sao nói vậy, mắc cỡ gì, nhìn ông vậy chứ không có xài được cái giống gì. Thấy ngon ngon ở ngoài, cao to đẹp trai vậy chứ mấy này toàn là thùng rỗng kêu to. Em nói thật á, nhỏ vậy mà chất lượng chứ cao cao bỏng xong. Thôi, tôi nói nghe đừng nói nữa. Em quá thông minh phải không? Em quá thông minh. Anh thấy không? Anh thấy tôi ngon lành không? Quá thông minh. Tôi nói tôi làm được hết, anh làm có lại tôi đâu. Biết rồi. Nghe ca sĩ á, anh thấy tôi nãy không, cái gì tôi cũng làm được, anh cũng vậy á. Tôi nói anh nghe, muốn hạt nhạc có nhạc, muốn kịch có kịch, muốn hát có hát, muốn giọng cổ có giọng cổ, anh biết hát giọng cổ không? Ê, biết chưa? Anh hát đi, mà anh được có hát thường. Đó, bây giờ hát coi như là lâu lâu mình xuất hiện đúng không? Mình phải làm một cái gì, anh đặt, anh sáng tác tại chỗ. Anh đừng có đặt có trước, đừng có hát cái gì quen thuộc ở trên. Anh sáng tác tại chỗ, anh nhìn tôi sáng tác đó. Ủa, vậy hả? Anh nhìn từ trên xuống dưới có cái gì anh sáng tác cái đó đó. Căng dữ nha, anh hát về nha. Cuộc đời của tôi đó, anh hát có tên tôi trong đó, có số phận tôi trong đó. Mà ở dưới người ta xúc động hết, ta vỗ tay, tôi tặng quà cho anh nữa. Trời ơi, tôi có mấy món quà trong này bảo đảm với anh sống cả đời lắm. Căng dữ nha, hấp dẫn dữ nha. Vậy nha, sáng tác được không? Được không? Được. Dạ, đúng bây giờ, dạ, bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Ông sáng tác tại chỗ, em cũng chưa biết nó hát cái giống gì. Dạ, bây giờ. Đi mà hoa ba nha. 1, 2, 3, vô. Thủy ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào. No.
thì có hay mà sao nó đặt mình tên Thủy. Chưa đâu tiếp nè. Giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Thủy ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Trời ơi, vỗ tay hết luôn. Quá trời luôn rồi. Sao tự nhiên đặt tôi tên Thủy? Sao mày chưa có nấu chè cúng ông địa gì mà đổi tên đấy? Thích sao đặt vậy à? Nhưng mà cũng hay sáng tác tại chỗ mà. Chưa biết tôi tên gì đặt lại đúng không? Ừ, đúng rồi. Tao Thủy là nước là may mắn rồi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Anh hát hay lắm. À. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh, tôi tặng cái này mà tôi không có chút nào e dè, tôi tặng anh nè. Trời, sao tặng lấy hương cho nội? Xui lắm rồi nha. Được đâu? Tôi tặng phải có vấn đề chứ. Anh đôi gì? Anh cầm đi. Không được. Anh cứ cầm đi à? Anh cầm đi rồi. Cầm giùm tôi nha. Yeah. Trời ơi, tặng ly hương. Chắc cái này anh quen đúng không? Ê mẹ! Trời ơi, mẹ! Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Ủa đâu có gì? Trời ơi, mẹ đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ tôi mà. Anh còn nhớ anh còn có mẹ hay sao? Anh cũng còn có mẹ hay sao? Mẹ tôi chụp hình chân dung đẹp lắm nè. Hình chân dung của mẹ tôi nè, đẹp lắm. Đúng rồi. Chân dung cuối cùng của một đời người sao không đẹp được hả anh? Ừ. Bác ơi, bác dậy ăn miếng cháo đi bác. Ừ. Dậy đi bác, dậy ăn miếng cháo nha. Không mà. Sao vậy bác? Chờ nhất về ăn. Chờ thì cũng phải ăn mới có sức chờ. Với lại anh hứa hoài không ra anh có về ở đâu. Mà con nói bác nghe, chờ thì vô nhà chờ cũng được. Mai mốt anh về anh cũng đi vô nhà. Chứ tự nhiên bác ngồi đây hết ngày này qua ngày nọ, rồi nắng, rồi sương, rồi gió. Rồi bác yếu trong người, bác bệnh lỡ có gì nguy hiểm lắm. Hôm qua nằm chim bao thấy Nhất về. Nó hứa bữa nay về ăn cơm. Trời ơi, anh còn sống chứ có chết ở đâu mà chim bao. Tại vì bác thương, bác nhớ quá, bác không có ăn, rồi bác không ngủ qua mắt. Rồi tưởng tượng vậy thôi. Nhớ thằng Cú Đất quá à. Cú Đất là ai hả? Cú Đất là thằng Nhất đó. Trời ơi, cái tên gì quan nghiệt vậy trời? Hồi còn nhỏ đó, cái thằng suốt ngày nó không có chịu bận quần. Ừ, bậy rồi. Nó cứ lết hết chỗ này tới chỗ kia. Ta nói đất cát nó dính đầy hết à. Ba nó đặt nó tên là Cú Đất. Trời ơi, nói cái đó làm chi vậy? Anh dính đất thì dính xi măng gì đâu có dính liếu tới con. Sao vậy? Con gái mới lớn mà tự nhiên kể cái vụ đó là chết con rồi. Bác nghĩ con là con dâu mà. Con dâu lại càng không nên nói. Ủa sao vậy? Trời ơi, bây giờ con là con dâu thì ngày mai mốt con là vợ ảnh. Rồi cái đêm động phòng rồi con nhớ vụ dính đất rồi sao? Trời ơi, chết giết con rồi. Con nhỏ này. Nè, út ghẻ à. Ừ, bậy nữa. Bậy rồi. Lớn tuổi mà bậy hai ba lần á à, không được đâu. Mai là cũng không ai được ở đây chứ, thôi chết rồi. Ta chứ trắng trơn sạch đẹp vậy hết rồi, hết lâu rồi, út ghẻ hoài. Bây giờ đổi tên lâu rồi. Đổi tên gì? Út Ngừng Gãi. Mà không có còn nữa. Mày công nhận nha bác, nhắc đến cái vụ ghẻ lỡ của con á. Là cả một quá trình luôn nha. Hồi đó ai cũng nói chắc tại mày ở dơ nên mới ghẻ. Không phải đâu, tắm quá trời luôn á. Tắm một ngày 3-4 lần luôn á. Trời ơi, tắm riết mà nói thiệt luôn á. Nhìn mà con thấy nước là con muốn chết luôn á. Mà công nhận thiệt. Ở phải gặp phải phước chủ mai thầy. Lúc đó cái tự nhiên có một người. Chị, trời đất ơi, bác sao vậy nè bác? Trời ơi, sao bác lạnh ngắt vậy? Bác ơi, bác đừng làm con sợ. Có ai không? Có ai không làm ơn cứu giùm đi, có ai không? Bác ơi, bác ráng lên bác. Đi, con đưa bác đi bác sĩ, bác ráng lên bác ơi, bác đừng có sao nghe. Bác đừng làm con sợ nghe bác. Bác ơi, đi bác. Có ai không làm ơn cứu giùm đi. Bác nói gì đi bác đừng có nín. Bác thở đi, bác đừng có ngừng thở nghe. Bác mới còn gặp anh nữa, bác ơi, bác không được bỏ cuộc như vậy đâu. Có ai không cứu giùm đi.
xa quê cũ, có mong quay về. Ôi con quay về, mẹ con đây, mẹ chờ con. Chờ hoài nơi chốn xa xăm, chờ con tìm anh. Anh có biết tôi là ai không? Út ghẻ, Út ghẻ ơi, anh là thằng con bất hiếu. Bất hiếu thì đúng, mất dạy nữa là đằng khác. Nhưng Út ghẻ là sai. Tôi bây giờ tôi sạch đẹp rồi, anh cũng không nhận ra tôi mà. Tôi mới quậy anh tanh bành te tua hồi nãy đúng không? Em giả trang kỹ quá, anh nhận ông ra. Làm sao mà anh nhận ra được? Đến mẹ mình anh còn không nhớ thì tôi làm sao anh nhớ được. Tôi nói anh nghe, trên thế giới bây giờ, nếu chẳng may người ta mắc bệnh Covid và nặng không qua khỏi thì sẽ ra đi trong cô đơn lạnh lẽo không một người thân đưa tiễn. Ngài nhận về chỉ là hũ tro cốt mà thôi. Mẹ anh thì may mắn hơn nhiều, bác không bị bệnh đó, nhưng mà vẫn ra đi trong cô đơn lặng lẽ, không một người thân đưa tiễn, là sự hứa hẹn vô tâm của anh. Nhiệm vụ tôi hoàn thành rồi, tôi đã đưa bác gặp anh rồi. Chuyện còn lại là của anh. Tạm biệt anh. Sĩ đứng đường đẹp trai hát hay mà nợ gặp đầu có tiền trả chưa?
Dạ chị ơi, em nhiều chuyện chút xíu, tại em thấy chị hơi lạ lạ đó. Bộ chị bị ghẻ hay sao mà thấy ghê vậy? Tào lao, cái này là xăm full body nè, không thấy hả? Ồ, chị xăm full body. Dạ. Vậy em tưởng chị bị ghẻ lỡ đầy mình. Em xin lỗi, tại không phải. Em thật thà hồi đó dưới quê em bị ghẻ chưa chốc mài là nó y chang vậy luôn nè. Thấy gốm dữ lắm thiệt á. Lao, không nói chuyện với con. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Dạ. Nè, nè, chú em. Sao rồi? Có tiền trả cho chị chưa? Đang bỏ ống dình dụm. Trời, dành dụm mà nó yếu xìu cái kiểu này là không có là chứ gì. Thì chị ơi, cho em nhiều chuyện lần hai, cho em nhiều chuyện. Vì em nhiều chuyện, em bộ ổng thiếu tiền chị hả? Thì đúng rồi. Ô, nhưng mà anh là ca sĩ, anh nhiều tiền, anh giàu lắm mà sao thiếu tiền hả chị? Trời ơi, ca sĩ đứng đường. Ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. Đứng đường hay ngoài đường cũng như nhau à. Có nổi tiếng đâu mà để được lên sân khấu chứ. Nhưng mà có mình ảnh thì ảnh sống chứ đâu có nuôi ai. Bộ ăn chơi hay này kia bê tha sao thiếu nợ dữ vậy chị? Không phải, để chị nói cho nghe nè. Dạ. Cậu ta đó có lại nói chuyện với chị. Có dạ. Cưa ra đó là mẹ dạy dưới quê đang bị bệnh nặng. Xin chị mượn tiền để gửi về quê để cho mẹ trị bệnh. Mà em biết mà, rồi cậu có nói á là cho em từ từ đi. Dạ. Để em đi hát, em có tiền em gửi em trả lại cho chị. Dạ. Mà em biết mà, cả 2 năm trời nay rồi, cái dịch Covid này nè, ca sĩ có hát được đâu mà để mà có tiền trả chứ. Chị ơi, vậy là anh thiếu tiền là do anh mượn tiền để gửi về cho mẹ anh trị bệnh hả chị? Đúng rồi. Tôi trách lầm anh rồi. Chị ơi, em trả tiền này cho chị, số tiền bao nhiêu chị nói đi, em chơi liền với chị luôn. Bây giờ nè, dạ. Bây giờ chị muốn lấy cái gì chị lấy, chị tính ra. Anh, tôi có. Thì ra bấy lâu nay những đồng tiền anh gửi về bác không có xài, bác không mua một viên thuốc nào uống hết. Bác đưa lại em và nói chuyện bác gần đất xa trời là nay mai thôi, nhưng tương lai của anh còn vợ còn con nữa. Cha mẹ là như vậy đó, lúc nào cũng có thể thiếu thốn đói rách để cho con mình đầy đủ và no ấm. Tôi nghĩ trước sau tôi cũng là con dâu, tiền này chắc cũng của tôi, cho nên tôi định giếm. Vì anh xã mà vỗ tay chi vậy? Nhưng bây giờ chồng sắp cưới thiếu nợ rồi. Tôi làm vậy rồi làm sao? Ông bà nào cho tôi tốt được? Tôi trả cho chị nè. Tôi có bao nhiêu còn thiếu đủ nhiêu đó. Để từ từ tôi làm gái tôi trả chứ giờ đâu có tiền. Không có đồng nào hết trơn. Trả thiệt cho chị. Bá bán thân, dạ. Trả thiệt cho chị. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Gì? Sao người ta nghèo mà người ta đối xử tốt với nhau như vậy? Dạ. Mà sao tôi giàu tôi ác? Tôi không biết giúp đỡ ai hết trơn vậy nè. Giờ mới biết hả? Thôi được rồi em. Chị cho em hết. Hả? Chị xóa nợ, chị cho em. Nè. Chị đừng làm cái này. Chị không, đừng không sao, lại đây. Nghe từ chị nói đã. Dạ. Cái này chị cho lại em nè. Hả? Chị cho lại, cầm đi. Cho lấy à. Dạ. Lấy đi. Nè. Cái này chị cho em nữa. Nè, cứ cầm lấy từ đi. Nè, cầm đi nè, chị cho nè. Nè, chị cho nè. Nè, cái nè, bây giờ cái về đi bán đi nha. Đi bán đi, hãy mà giúp đỡ người ta. Ai cần nữa cho chị biết, nhớ chưa? Ha, còn tôi sẽ về tôi ăn năn sám hối. Tôi về tôi bán hết của cải tôi cho tiếp. Có tiền để làm gì? Có tiền để giúp đỡ, để chia sẻ, để giúp đỡ mà thôi. Ủa chưa có ai chích mũi thứ tư không, lẽ mẹ này mẹ lén mẹ chích. Nó bị overdo trời. Sao tự nhiên có cuộc ngang xưa. Ngon vậy nè, bởi ở Phước có phân ở tốt, gặp tốt liền à. Tôi xin lỗi anh. Tôi biết rồi. Thì ra anh không dám về thăm vì anh sợ số tiền đó không đủ để gửi cho bác trị bệnh. Thôi đi về, về với tôi. Anh về quỳ bên mộ mẹ, xin mẹ tha thứ. Dù gì mình cũng bất hiếu. Ngày mẹ chết cũng không gặp được mặt anh, tội nghiệp bác ấy lắm. Đi về đi, mai mốt cũng làm ca sĩ có con mẹ Mạnh Thường Quân rồi nè. Rồi mình làm MV mình gửi vô trung tâm thiên nga. Mình hát là lên liền à nha. Còn không lên thì mình lên tỉnh luôn. Đi, tôi đây, đi về với em, đi. Ngày con đi, gió lắm về khuyên, chiếc dòng đông lớn. Đồ giỡn trời ơi. Lòng mẹ thương. Đồ tôi mua có 10 mấy đồng ông nội ơi. Lòng mẹ ông kéo vừa.
nó đứng một cái nó tuột hết trơn, mấy ngàn cặp mắt nhìn rồi làm sao tôi sáng tỏi. Thêm cái mạng xã hội đừng có khóc nữa đi, mình đi khóc kế bên cảnh sát nó bắt tôi giờ không nổi, nó tưởng là tôi hành hôn qua má, nó thiệt tình luôn á. Nhìn đi, cái tên chưa có chồng mà có thằng trai mày lớn à, mệt ra sức à. Bác ơi, con dẫn bác ảnh về nè, bác chờ anh nha. Bác chắc ở đầu đây bác cũng nhìn thấy đúng không bác? Anh không có bớt hiểu đâu. Đừng có khóc nữa trời ơi, trời à, khóc hoài buồn ra đi, tức bây giờ đi nè, thì khổ ghê luôn á. Elevator. Press the button to the level 69. Exit elevator. Vô vô. Em ơi, cái Google Map này nó có đúng không mà sẽ này nó đi vòng vòng chi sợ quá hả? Trời ơi, chị nghĩ gì vậy chị? Hả? Trời ơi, Google Map nó phải đúng thôi, cứ đi theo đi. Trời ơi. Go straight. Straight. Thấy chưa? Cái gì mà chỉ đi đập mặt vô tường là sao? Trời ơi, từ từ đi, cái nghe nó nói cái gì? If you don't wanna đập mặt vô tường, U-turn. Thấy chưa? Trời ơi, nó có kêu đó, U-turn. Rồi U-turn rồi sao nữa? Nghe. Keep straight. Straight. I am straight. No. You were too gay. Trời ơi, sao Google Maps gì nó thông minh như vậy? Nó biết giới tính con người ta hả em? Ghê cái gì mày ghê? Ghê bà nội mày chứ ghê. You're not gay. Đúng rồi, tao sao BD được? You are BD. Đúng rồi, BD. Chị à. Hả? Cái iPhone này của em nó cũ rồi đó chị, nó bị mát. Đừng có xài Google Maps nè, tới rồi. Bye. Bye-bye, have a nice day. Google này nó vừa thông minh mà nó vừa dễ thương, lịch sự, nó chào hỏi đàng hoàng, thấy không? Google Maps mà làm như con két vậy chị, trời ơi, nó biết lặp lại nữa, thấy ghét quá. Không, nhưng mà chị thấy cái phone này xài vẫn được mà em. Thôi, em nói chị nghe nè, chị nghĩ sao mà xài được, chị nhìn đi, đó, nó bể nát hết trơn rồi nè. Thôi ráng đi, hôm nay hai chị em mình kiếm được việc làm đó, về là coi như là em mua hai cái iPhone mới. Rồi. Chị cái em cái. Cảm ơn em. Ôi mà thôi, cái gì? Mắc lắm. Muôn cái thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, em ơi, chị nói em nghe nè. Sao mà em tốt với chị quá vậy? Không sao đâu, em cứ xài cái mới, chị xài cái cũ được rồi. Thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, không chịu đâu, rồi cái gì đâu mà lo cho chị dữ vậy. Chị nói thiệt với em nha, cái cuộc đời chị mà gặp em đó, trời ơi, coi như là chị may mắn lắm gì đó à. Không có em là đời chị chết rồi đó. Em làm gì mà em tốt như vậy? Trời ơi, em tốt đến mức độ mà nhiều khi chị nghĩ em không phải con người luôn á. Em phải con người. Ý chị nói em súc vật hả? À, đừng, nó bậy bạ. Ý chị là coi như là coi như là tóc tím áo cam này nè. Em không có giống con người. Thì bà nói tôi không giống con người là bà nói tôi con thú rồi. Thôi đừng, em còn hơn con thú nữa đó. Thôi, em trở mặt đó. Hả? Em giận. Cái gì giận? Chị nghĩ sao? Mặt tại vì nói tôi còn hơn con thú. Đừng có làm chị bị bệnh tim mà đừng có làm vậy. Ý là chị nói em không phải là con thú mà em là con giòi. À. Trời ơi tự nhiên nghĩ em là con trời. Hết giận. Con trời mới đúng nè. Yeah, con trời á. Con nói đi. Con trời sao chị? Nói đi chứ đừng có lấp lời lên nhau khó edit lắm. Nói tiếp con trời. Thôi đi. Em con trời em đẹp là con thái tử đúng không? Đúng chị. Rồi. Thái tử mà coi như rớt một cái bụp xuống dưới đất. Chị. Rảnh rồi, nhà mình bỏ thời gian mình học thêm tiếng Việt đi chị. Sao vậy? Con trời là coi như người ta phải hạ trần hay người ta giáng phàm đồ này nọ. Hiểu không? Mình rớt cái đụp xuống là mình rớt xuống cái địa ngục đó.
biết không? Vậy làm sao thì là xài chữ không có đúng không hả? Không có đúng chữ chút nào hết. Trời nha, rảnh rỗi về học tiếng Việt lại nha. Em hay quá, cái gì em cũng hay hơn chị. Em sanh sau đẻ muộn hơn chị, mà cái gì em cũng hay hơn chị. Đó chị nghe, bây giờ đó coi như em mua cái phone tặng chị. Chị cần làm cho một chuyện thôi. Làm chuyện gì em? Nếu mà mình kiếm được việc làm đó là chị phải đãi em. Và cái việc này là em giới thiệu cho chị, em biết chỗ không? Đọc báo em coi được cái em giới thiệu chị. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu xin thôi, có công việc làm. Có được rồi, về đổ bánh xèo cho em ăn. Trời ơi, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ cái gì? Thì cái bánh xèo mà chị đổ là số 1 luôn á. Em biết mà. Nhưng chị phải nhớ là đổ bột bánh xèo Hương xưa em mới chịu ăn đó. Chắc chắn rồi, bột bánh xèo Hương xưa nè, đổ bánh là vừa giòn vừa thơm nữa, chắc chắn là bánh xèo Hương xưa. Yên tâm. Rồi, thôi. Không ai đổ bánh xèo ngon hơn chị hết. Rồi. Trời, mình sớm cần cả 15 phút lần đó chị. Ý da. Dạ. Em ơi. Chị lo quá. Lo gì? Tại vì lần đầu tiên đi xin việc làm á, chị lo lắm em biết không? Đó, cái gì em cũng lo cho chị hết mà chị lo nè. Không biết là cái việc đó nó có hợp với chị không cưng? Em nghĩ là hợp chứ chị. Hợp không? Hợp. Chứ chị là chị thấy là hợp với cưng đó. Sao tự nhiên hợp với em? Thì tại vì chị thấy tự nhiên chị cảm giác như là chị nhìn cái miệng của em đó. Em mà phục vụ bằng cái miệng là coi như là hết sảy luôn á. Miệng em hả? Hả? Chị kỳ quá. Không, chị nói thiệt mà. Không, tức là cái gì vậy? Chị nói gì đâu? Chị nói cứ phục vụ bằng cái miệng thôi chứ làm gì? Cái miệng em coi vậy chứ dở lắm. Không, chị thấy hay mà. Kỳ lắm. Em á, em thấy chị mới hợp đó. Không, trời, chị lớn tuổi rồi mà hợp gì em mà. Trời, hết sức rồi nữa. Chị nghĩ sao vậy? Chị là người phụ nữ có kinh nghiệm, dầu gì chị cũng có 6 đứa con rồi. Thì 6 đứa con chị mới giàu đó, sợ người ta không có nhận mình, hiểu không? Rồi thôi, chị yên tâm đi. Chuyện đó là em nghĩ là thế nào cũng được. Chị suốt đời chị cứ bên là có em, đúng không? Bởi vậy chị nói em nghe nè, đi với ai không yên tâm, đi với em mà chị rất là yên tâm. Đúng không? Trời ơi, coi như là em là ca, chị là ly, Mai ca, Mai ly không bao giờ chia xa. Đúng rồi đó chị. Ly với ca là ca ly. Và hai chị em ở ca ly. Và bởi vậy vô xa hai ả tố nga. Mai ly là chị, em là Mai ca. Trời ơi. Thương. I say bé, you say ba. Bé, ba. Bé, ba. Bé, ba. Bé, ba. Xin chào mình. Hey, đủ rồi. Đây là lời của tôi nói. Đừng có nói nhiều lời của tôi. Chào mừng hai người đã tới với công ty của tôi. Một tập đoàn Bé và Ba chuyên cung cấp những sản phẩm dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xin chào quý vị. Mặt hơi căng ha, mặt hơi căng. Trời ơi. Dạ, dạ. Hôm nay có lịch tuyển dụng đúng không? Dạ. Dạ. Ngồi đó đợi đi. Trời ơi, trời em ơi. Em ơi. Dạ, cái gì vậy em ơi? Trời, thường thường chị coi những cái mẫu người này là trong phim bộ không biết không? Coi như là CEO rồi thiếu gia của tập đoàn mà đẹp trai mà cao về vợ mà chung thủy cả đời chỉ biết một người đàn bà thôi. Đó là trong phim bộ, mà ở ngoài đây bây giờ mới thấy này, thấy không? Thế ngoài đời này đẹp kìa. Trời, cao lừng lửng vậy không đó. Đẹp trai tóc bồng bềnh vậy đó. Bụng hơi bự chút xíu nhưng không sao. Được không nào? Hả? Mình tém lại chị. Sao tém lại gì? Mình làm vậy là người ta biết mình mê trai. Nha. Không, thì chị thấy đây là một cái hình ảnh của chị thôi, chị thích thôi. Em dặn chị bao nhiêu lần rồi. Ra đường mình thấy trai đẹp, đẹp là nó có đẹp rồi, nhưng chưa biết nó phải trai không. Trai, chị thấy trai mà, chị thấy trai. Nghĩ sao chị lầm biết bao nhiêu lần rồi. Nào là chị quen nè, anh Kiệt nè, anh John nè, anh Thi nè. Trời, chị thấy một 6 mũi không. Vô trong chim cầm cái cục tạ 2 chấm thao, đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống. Đúng. Thả đó. Cục tạ xuống là mấy anh chéo giò đi. Đúng rồi. Em ơi, giò chéo rồi em ơi. Trời ơi, đúng rồi, em hay quá. Em nói có sai đâu. Em xét đoán con người hay quá. Mũi quỷ sứ, cắn ngứa muốn chết. Trời ơi, không, người ta bị mũi cắn thôi, người ta banh ra rồi, thấy chưa? Thấy men chưa? Men quá, men, cái này là gu của chị em ơi. Cái gì vậy bà? Làm như ta chọn bà rồi vậy, tự nhiên cái gu của chị. Thôi. Dạ. Cái cạc của tôi đó. Anh ơi, anh đưa lộn cạc rồi anh ơi. Ủa lộn dạ, hả? Dạ, cái này là cạc của quán Hương anh ơi. Dạ. Hồi nãy đi ăn bún mắm ngon quá, xin cái cạc visit để giới thiệu bà con. Dạ. Lấy lộn. Trời ơi. Hey!
Dạ cái gì vậy? Của chị nè. Trời ơi, mỗi lần móc ra là em sợ nè anh ơi. Trời ơi, giờ đây gì đây? Cứ làm mình hết hồn hoài. À, cái gì vậy? Anh tên là Michael. Đúng, Michael là tên của tôi. Yeah. À, anh là Michael, trời ơi, làm gì là có bà con dòng họ với mình đúng không? Đó, em là Mai Ca, yeah. Chị là Mai Ly, yeah. Anh là Michael. Đây, Ly. Đây cô, dạ. Đây ca, dạ. Nguyên cái ly coca luôn. Dạ, người Việt Nam người ta nói coca chứ ở bên Mỹ người ta kêu là khức á. Chị nói gì? Hả? Chị, cái gì? Thấy nghe nè, em dặn chị rồi. Sao? Dạ. Mình nói tiếng Anh đó mình phải cong lưỡi lại, cái khẩu hình miệng đó chị. Dạ. Thì đó, thì đúng rồi chị, cong lưỡi lại đó, cái nước là nước khức á. Nè, nghe, đó trời chị, xin lỗi, dạ xin lỗi anh, dạ em dạy bà chị em lại chút xíu nha, anh chờ chút xíu. Chị mình nói tiếng Anh, hiểu không? Đừng cái khẩu hình miệng là cái môi này nè, mình đừng có đưa ra khất vậy ha, khất chạy ra vậy là nó không có đúng, mình phải cuốn cái khẩu hình vô trong khó. Rồi, trời, thôi đừng, trời tôi đừng trời. Đúng đó, bà stop anh lại là đúng đó, chứ cái anh qua cái miệng của anh nó thành một cái gì đó ghê quá. Ghê, thiệt là ghê, bỏ nghe. Ơ trời đất ơi, anh mày cồ nhiều chức vụ quá. Cái gì vậy, chức gì? Để cho đây nè, CEO. Đúng, tôi là CEO. Director. Yeah. Chairman. Ok. Wheelchair. Hả? À. Cái gì vậy chị? Không, lộn, vậy đó. Chị. Nhiều. Chị không cần phải liệt kê những cái danh sách đó đâu. Tại vậy? Vì ngoài những cái gì ghi ở trên cái cạc đó, tôi còn làm được nhiều thứ to lớn hơn như vậy. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Đây. Chị có thấy cái tượng này không? Dạ thấy. Đây là một cái giải mà tôi phải cất công bỏ ra bao nhiêu năm tháng để có thể rinh nó về. Chị biết đây là giải thưởng cho gì không? Giải gì vậy? Bảo vệ của năm. Oh. Đó, chưa hết. Đây, cái này mới quý giá. Chưa bao giờ tôi nghĩ được trong cuộc đời của tôi phải hy sinh thân mình vì cái tượng này. Đây là giải thưởng lao công của năm. Trời ơi, sao mà anh giỏi quá, đẹp trai học giỏi con nhà giàu rồi ai chịu cho nổi chị ơi. Ủa mà sao tự nhiên nguyên một cái tập đoàn mà sao có một người làm từ đầu tới đuôi là sao vậy em? Trời ơi, chị hơi thắc mắc ha. Chị thắc mắc cái gì, chị không có biết cái gì hết á. Mấy cái người mà người ta giỏi giống như vậy đó là người ta làm gì khó tánh lắm, không có ai làm cái gì mà vừa lòng người ta hết á, nên người ta làm cái gì là người ta làm một mình thôi. Đúng, đó là lý do tập đoàn của tôi là tập đoàn một thành viên. Tất cả mọi thứ tôi làm hết. Chị thấy em nói đúng không? Trời ơi, bỏ vậy đó thì cha mẹ sanh ảnh ra hiểu ảnh gì có một mình em thôi. Thôi tới đó đủ rồi. Dạ. Đây, ngày hôm nay tôi rất là vui mừng khi có sự có mặt của anh chị ngày hôm nay. Dạ. Tập đoàn của chúng tôi đang rất cần. Dạ. Rất cần những nhân tài. Dạ. Những con người có thể đại diện cho tôi, đại diện cho cả một cái tập đoàn để thốt ra những lời vàng ngọc. Dạ. Để có thể đối diện với những đối tác tiềm năng trên thế giới. Dạ. Anh nói gì em không hiểu gì hết vậy? Đi về chị. Đây đâu vậy? Dạ, em nghĩ là tụi em đi lộn chỗ rồi, chắc anh tuyển giám đốc hả anh? Giám đốc hồi nào? Dạ. Tôi tuyển nhân viên bán hàng online. Trời đất ơi, bán hàng online mà nãy giờ anh nói giống như anh đang ứng cử tổng thống vậy đó. Vậy mình đi đúng chỗ rồi hả? Ngồi lặng đi chị. Dạ, giống như đang đi bếp vậy đó. Dạ. Thông cảm, tại vì tôi làm cái nghề này quen, tôi phải dùng những cái lời gọi là cao quý một chút xíu. Dạ. Lỗi anh chị. Cao quý, cao quý và qua Mỹ đúng không? Đúng rồi. Thôi kệ anh. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề đi nè. Dạ, quay dạ, trở dạ. lại vấn đề. Dạ. Ngày hôm nay, dạ. Hai anh chị tới đây để tuyển dụng. Dạ. Rồi, anh trước đi ha. Tóc tím ha. Em trước hả? Em trước đi không sao đâu. Nói về cái nói hồ sơ hay sinh lý đi. Hả? Gì sinh lý anh? Hồ sơ lý sơ, hồ sơ lý lịch. Trời ơi. Hồ sơ lý lịch. Trời ơi, em nói thiệt cái chị, bởi vì người ta nói em cái nhan sắc là đẹp chết người là có thiệt nha chị. Trời ơi. Nhìn không mà liếm lưỡi luôn á. Trời ơi. Bây giờ không, em nói tại đi. Vì cái nhan sắc của tôi không biết phải gọi em là nói gì. Dạ, dạ, để em tự giới thiệu rồi nha. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Anh quýnh rồi, anh quýnh rồi. Đổ mồ hôi hột luôn á. Anh ổn định chưa? Anh biết có người dưới đang ngắm anh quýnh đó. Không phải không hiểu sao ngày hôm nay nhà hàng xóm tôi đón đâu ra người ta coi phim hài dữ quá, người ta cười tôi mệt luôn á, đổ mồ hôi hột. Người ta không cười là chết à anh. Có lý ha. Dạ, dạ, kính thưa anh Michael. Ừ, trả lời đi. Dạ. Tên gì nè? Dạ, em tên Mai Ca. Mai Ca. Năm nay em 46 tuổi. Số đo 3 dòng là 60, 50, 50. Dạ, sở thích của em là em yêu màu tím và em ghét thủy chung.
Cái này đâu phải tìm bạn bốn phương đâu mà em nói mấy cái này làm gì cưng? Không, em nói để anh biết sở thích của mày đánh chiều. Dạ, em có mình dạ 46 tuổi là ngưng rồi anh. Dạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Rồi, nói chung là có kinh nghiệm gì chưa? Dạ, anh hỏi thì em xin thưa, em đi bán sữa đã 20 năm rồi. Hay quá. Bán 20 năm rồi. Dạ. Bán sữa gì? Dạ bán sữa Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có sữa để bán không hả? Trời ơi, anh biết á, chỉ nhiều sữa lắm. Trời ơi, mỗi lần chỉ ra hả, cả kho em bán sạch. Trời đất ơi, cái gì người gì đâu mà nhiều dữ vậy? Dạ. Mà sao bây giờ không bán nữa? Anh chỉ hết sữa rồi. Cũng đúng ha, thời gian. Đúng rồi anh, thời gian mà anh không có kịp mà ông chúa mà cái như nó lớn mà để mà nó đẻ ra sữa luôn đó anh. Dạ. À, rồi tôi hiểu rồi, tôi nói chung là anh là có kinh nghiệm đúng không? Dạ, kinh nghiệm 20 năm bán sữa ông chúa Kỳ Duyên. Như vậy là có thể là ứng cử viên sang giá. Dạ cảm ơn. Hay quá, hay quá. Chị mừng cho em, chị mừng cho em. Yên tâm, có em kế bên chị, đừng lo. Anh hỏi gì trả lời đó nha chị. Dạ. Tôi có thể phỏng vấn chị anh chưa? Dạ mời, dạ mời anh. Chị giới thiệu bản thân đi. Dạ thì em tên là Mai Ly. Chị rung quá em ơi, chị không biết nói gì có bây gì giờ đâu. Nói đi chị, từ bình tĩnh với dạ. Bản thân nha. Bản thân em thì thực sự ra thì từ ngày em sinh ra đời tới bây giờ đó anh ơi, đời em toàn là nước mắt thôi anh. Dạ. Chị kể đi. Anh biết không, coi như là năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Thì cái người chồng đầu tiên của em á, năm 17 tuổi em đẹp lắm anh. Đó. Em đẹp rực rỡ đó anh. Em đẹp sáng quắc lên mấy cái màn sau này là không bằng em. Em đẹp lắm, chị đẹp lắm cưng. Chị em đó là coi như là định đi thi qua hồng mấy lần mà em cản đó. Dạ. Đẹp lắm luôn rồi, cho nên em lấy chồng luật sư. Dạ. Anh làm cái nghề coi như là cái luật sư, anh là chuyên môn cái là chống những người mà quấy rối tình dục cho em dưới 18 tuổi. Dạ. À. Trời ơi, một đám cưới tưng bừng tổ chức, đêm động phòng, em làm em chờ đợi ảnh. Anh nhìn em và anh nói coi như anh không muốn sờ vào trẻ em dưới 18 tuổi. Anh sợ bị coi như là bị kết bị, án đó. Xu đó anh. Xu đó. Anh có coi cái phim mà Em Chưa 18 không? À, có. Là định làm cho bà chị em đó. Dạ. Nói về cuộc đời của bà chị em đó. Dạ. Vậy rốt cuộc cho nên tại vì lúc đó em 17 tuổi, ảnh hưởng nghề nghiệp đó. Dạ. Cho nên thôi anh rồi, bỏ tôi đi hiểu rồi. Em hết nước mắt. À. Thì cái người chồng thứ nhì mấy năm sau mới lên người chồng thứ nhì của em á là Sơ Cu RT. Là cái gì? Hả? Em xin lỗi. Cho em một phút. Thì chị, mình nói tiếng Anh đó, mình giống như em hồi nãy đó chị, mình phải lấy hơi. Mình nói một hơi thôi. Security, mình đừng có ngắt ngang. Security gì em nhìn không hay. Chị run quá, chị muốn nói luôn luôn mà cứ lên cái sờ cu cái chị ngưng à. Cái RT. Cho em, cho chị em một phút nữa, mình lấy hơi nói lại lần cho anh hiểu nè. 2, 3. Sờ. Tiếp. Nói một hơi, nói một hơi. Sờ cái gì? Sờ. Security. Coi như là bảo vệ đó, cũng giống như anh đoạt cái giải vậy nè đó, cái tượng mà anh không mặc quần áo vậy mà anh đoạt cái giải đó đó. Dạ. Đó đó, coi như là bảo vệ bảo tàng diễn, tức là anh chỉ đứng im anh coi sóc những con dinosaur thôi. Đó, và anh không có cho ai sờ và hiện vật. Thì cái đêm động phòng qua chút, coi như anh nhìn em rồi anh lắc đầu anh bỏ đi và anh nói cấm sờ và hiện vật. Anh lại không sờ và em, trong khi hiện vật em nằm lù lò đó mà anh không sờ thì làm sao đó, cho nên rồi thôi đợi em lại anh biết tiếp. Tại sao không là cứ như lại tại vì em tiếp lời ảnh. Bà chị em nói là cứ như là cái mấy người chồng mà chị lấy đó là bị bệnh nghề nghiệp đó. Bị bệnh nghề nghiệp đó. Đó xong rồi bận đi một thời gian, bận một thời gian, bây giờ lần này đó em lấy một cái anh này vì nghề nghiệp anh ta ở lại với em. Chị, anh làm nghề gì? Dạ, nghiên cứu đồ cổ. Tại lúc đó em lớn tuổi rồi đó anh. Cho nên là anh nghiên cứu đồ cổ, anh lấy em là xứng đôi vừa lứa. Tôi hiểu rồi. Mà khi mà hai người lớn tuổi lấy nhau rồi đó thì em sợ là em không có con. Em sợ không có con, nhưng mà trời ơi, trời ban phước lành cho em. Trời ơi, cái gì đâu mà đẻ quá trời đẻ luôn đó. Cứ đi ngang đầu giường là có bầu đẻ, đi ngang đầu giường là đẻ một sạch ruột luôn anh. Mà anh lớn tuổi em, cho nên em hỏi tại sao lại có sức khỏe vậy? Tại sao? Thì đây em xin trả lời. Tại đây Fukudon, Suboy Fukudon. Chị. Hả? Suboy là dạ, mình đừng có bớt coi rách việc lại chứ sao không? Dạ, này là Sugoi chứ không phải Suboy bà nội. Vậy hả? Nè, Sugoi chứ không phải Suboy, hiểu không? Suboy là cái rapper, hiểu không? Sugoi. Dạ. đó có đó, nhờ vậy mà coi như là coi hai vợ chồng em sức khỏe dâng trào và đẻ quá cho đẻ. Đây Sugoi Fukuda. Ông biết sao nữa anh, dạ cái này là người ta coi như là ngăn ngừa tế bào ung thư mà đưa cho ai cũng chành cho bà chị em bà uống cái tự nhiên đẻ nhiều. Ngộ dễ sợ. Chị vừa nói chị không hề biết nói cái gì. Không, em không biết quảng cáo, em chỉ kể. Chị vừa kêu chị không hề có kinh nghiệm. Dạ em chỉ biết kể cuộc đời em là như vậy, tất cả những hành trình như vậy thôi anh ơi. Chị có biết thông qua câu chuyện của chị
chị đã quảng cáo một cách vô tình hay không? Hả? Chị bán hàng tuyệt vời. À, anh nói làm sao em quảng cáo làm sao? Quảng cáo một cách vô tình. Quảng cáo cái này vô tình đó hả? Đúng rồi. Không, nãy giờ em cố ý chứ em đâu có vô tình đâu. Em rất cố ý mà. Ủa, nãy giờ là cố ý quảng cáo cái này đó hả? À không, em nói giận thôi. Dạ, chứ em không. Vô tình, em vô tình thôi đây, trời ơi. Nhưng mà thật ra nhờ cái sự vô tình này của chị, dạ, dạ, chúng tôi mới phát hiện ra được là anh và chị đây, dạ, dạ, đều có một cái năng lực rất là tuyệt vời. Trời trong ơi, cái ngành công nghiệp bán hàng. Như vậy thì chúc mừng anh chị. Dạ, anh chị đã bước qua được cái vòng chinh phục của tôi. Qua cái vòng chinh phục rồi. Chị mừng quá. I say bé. Chị say cái gì em? Bà. Ờ, chị say bá. I say bé. Tôi say bá. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Dạ, dạ. 5 phút quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ, dạ, ngay bây giờ hãy cùng tôi bước ngay vào vòng bứt phá. Bước vô phòng bứt phá. Vui quá đó anh. Trời ơi, được giận rồi. Mình nhiệt tình quá. Dạ. Dạ. Ngay bây giờ, dạ, ở vòng bứt phá này, dạ, anh chị giúp tôi một tay. Dạ, giúp. Ai, ai giúp? Vô, vô, vô. Giúp, mi, vô, 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 vô. Em hả? Vô đây. Dạ, em. À. Cái gì? Ôi, trời. Ôi. Vô đây. Ôi, trời ơi, tôi có thấy cái mỏ em vậy rồi tự nhiên rồi không vô. Sao? Không vô phải không? Hả? Không vô chị à, vô. Em đi, em đi, em đi. Trời ơi, đi, đi nè. Lên. Không. Thì đi nè. Nè, nói nghe nè. Không có anh là không có làm được cái gì luôn. Cái gì nói câu khó hiểu quá, cái câu em đó không có cười chị được. Em xin lỗi chị. Vô đây, lên lên. À, nè. Tháo 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 ra giùm cái, tháo ra giùm cái. Đó, rồi rồi rồi. Trời ơi. Trời ơi, cầu trời cho con cái chóp này về nuôi con. Đây 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 ra, đây ra, đây ra. Dễ thôi, nâng niu. Dạ 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 dạ. Để đây nè, để đây. Để đâu anh? Tới bước tới, bước tới. Dạ, dạ. Nhẹ thôi nha. Dạ. Mắc tiền lắm á. Dạ. Rồi. Giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên. Dạ 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 dạ. Trời ơi, chị ơi. Cái này là cái gì đây? Sao ảnh bự rồi, cái gì đó cũng bự hết đó chị. Trời ơi. Trời, mới vô có 5 giây mà biết hết tất cả mọi thứ vậy đó hả? Cái gì vậy chị? Hả? Kích cỡ này em biết hết vậy đó hả? Em nói cái này bự mà chị nói cái gì vậy? Cái này là cái gì? Đây. Ai biết cái ồ cái này là cái gì anh? Đây là cái màn hình tinh thể lỏng. Tôi đầu tư cả triệu đô vô cái màn hình này đó. Bận chết luôn. Nếu mà là cái màn hình thì bự thiệt. Đúng rồi. Nè nè, bây giờ thôi tập trung, tập trung. Tập trung vào vòng bứt phá nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ giả định đi, giả định anh chị sẽ được bán hàng trực tiếp. Hãy coi tôi là khách hàng. Dạ. Đây. Làm gì vậy? Anh CEO bên mà. bên trong này. Dạ. Là mặt hàng. Dạ. Sẵn sàng coi nha. Dạ sẵn sàng rồi. Hey. Trời ơi. Em ơi, chị nhìn thấy cái mặt hàng này. Một cái quá khứ là hiện về trong cuộc đời của chị. Trời ơi, chị sợ quá em ơi. Em cũng vậy. Em cũng sợ quá. Chị nhìn về quá khứ, còn em nhìn về tương lai. Trời ơi, tương lai em mà phải xài cái mặt hàng này. Em sợ quá. Ok quá. Nói nghe nè, đang sợ hả? Dạ. Vậy đối diện với nỗi sợ đi. Anh vô trước, để cái này lên, lên mặt, bán đi. Nhìn vào nó chăm chú. Dạ. Tả nó một cách thiết thực. Dạ. Càng thiết thực càng tốt. Vậy là em đang trên màn hình ha anh? Bắt đầu đi, bắt ráng đầu đi. Ráng đi, ráng đi em, ráng đi em. Bắt đầu đi. Ngồi, 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 ngồi chị. Dạ, dạ. Bắt đầu đi. Dạ, màn hình mà anh trội lâu lâu người ta mới được lên TV. Trời ơi, phải cho người ta đẹp. Producer là ta thích đẹp mà. Rồi, 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 rồi. Chào, 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 chào nha. Hello, cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thả tim cho em đi nè. Cả nhà ơi, dạ. Chị ơi, dạ anh ơi, dạ Atlanta ơi, New York ơi, everybody ơi. Thả tim, trời ơi, em mới vô mà có nhiều người thả tim em quá. Dạ, dạ đúng rồi, Cần Thơ, Sóc Trăng, dạ trời ơi, nhiều người vô thả. Hả em đến, hello, dạ, đến từ Việt Nam, Paris luôn, trời ơi. Nhiều quá, thương quá, dạ. Dạ, dạ, để. Dạ, dạ thưa quý vị, dạ quý vị ơi, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chững ghé lại dán hàng của em. Dạ tóc em đẹp quá hả? Dạ em biết chứ. Dạ đàn kêu tích tích tình tan. Dạ em bán nấm vú. Dạ em bán nấm vú, còn vú thì mua giùm.
Thả đi trời, thả tim nữa, nhiều người thả tim em quá. Trời ơi, nhiều người thả tim, nhiều người like, chứng tỏ là nhiều người còn thích Vũ nè. Dạ, dạ, rồi anh chốt đi. Dạ, 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 dạ Ti hả, dạ Ti, dạ em có. Dạ, dạ, em có 3-4 màu nha. Dạ, em có 4 màu. Dạ, còn lại 4 màu cuối cùng. Dạ, công ty bán sạch sành xanh anh chị ơi. Dạ, không còn màu nào hết. Dạ, đây, em còn màu xám này nha, màu xám. Dạ, đây, dạ, màu tím, tím, dạ. Ti đen. Dạ, 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 dạ. Ủa, mà sao có nhiều màu vậy? Dạ, trả lời tại vì tất cả là dạ thế giới mình là phải có 193 nước, dạ mình phải mỗi một nước là phải có một màu khác nhau. Và dạ, sở dĩ dạ công ty chúng tôi chế biến một cái màu như vậy để chi? Để em bé người ta nhìn thấy cái màu đó, người thấy gần gũi với người mẹ, dạ có cái màu sắc của người mẹ đó, cái màu da của người mẹ đó, dạ cái em bé nó cảm thấy gần gũi, nó tưởng nó ti mẹ, cái nó bú liền. Dạ, dạ, dạ. Vậy có màu trắng hồng không? Dạ, có màu trắng hồng không? Dạ trắng hồng hả? Dạ trắng hồng là ba mấy đứa bé thích lắm cho nên là em hết hàng rồi. vậy có màu pha lê không? Màu pha lê hả? Màu pha lê là vừa phê vừa la. Dạ màu này cháy hàng luôn rồi, anh phải order trước một tháng nha. Rồi cắt, nhiêu đó dạ. Đủ rồi, tuyệt vời, mẹ nói là tuyệt vời luôn. Nãy giờ là tưởng tượng không, không có một ai like mà ổng nói như đúng rồi vậy đó. Hay, đây là điều mà chúng tôi rất cần. Anh nghĩ 20 năm kinh nghiệm của em bỏ chó ăn. Rồi hay quá, hay quá, em hay quá. Trời ơi, em càng hay chị càng lo gì, chị không biết làm gì hết trơn á. Yên tâm. Hả? Mình cứ lên mình nói có em kế bên nha. Mình cứ làm. Trời ơi, chị không bao giờ chị biết nói. Trời ơi, cả nhà ơi, chị đâu có biết nói làm sao đâu. Thì cứ nói cả nhà ơi, mình kêu tên ai cũng được. Mình kêu Thi ơi, rồi mình kêu gì đó là Hương ơi, rồi đó là Cúc ơi. Vậy mình cứ kêu đại thôi. Chị cứ làm đi, chị cứ làm đi. Em nói đúng không anh? Thoải mái, mình đang tập mà. Đang thoải tập mái ha. Đi dạ, dạ. Thể hiện hết mình. Mình làm sai, cắt làm lại. Không sao hết, okay. Hiểu rồi, không? Rồi. Chị rung quá em ơi, tôi chị muốn nói gì chị nói nha. Dạ, nói đi chị. Dạ. Em xin chào cả nhà. Em không nói giống cả nhà ơi này nọ, giống thằng kia đâu, em không thích. Em nói cái kiểu của em quá. Nha. Dạ, thực sự ra mà khi em cầm cái this one này lên, dạ em lịch sự là em nói this one chứ ông núp vúng những thằng kia nghe. This one này lên thì em nghĩ thế này nè, ông trời sinh ra nhiều thứ nó rất công bằng, người ta cho mình biết bao nhiêu ngàn cộng tóc, mình người ta cho mình 10 ngón tay, ông trời cho mình 10 ngón chân, nhưng mà chỉ cho mình 2 cái this one, cho nên chúng ta phải biết giữ gìn. Để em sẽ xin kể cuộc đời của em như thế này. Năm em 17 tuổi, cái this one này của em nó trắng hồng như một trái strawberry. Năm em 30 tuổi, cái this one này nó từ từ nó hơi giảm giảm, nó giống như trái cherry. Năm em 40 tuổi, nó xuống một cái ào, nó giống như là blueberry. 5 năm sau nữa, trời ơi thời gian nó đi kinh khủng, nó xuống còn blackberry. Và cuối cùng nó trở thành một trái nho khô. Mà chị em phụ nữ ơi, các single mom ơi, các mẹ bỉm sữa ơi, khi mà cơ thể người đàn bà thay đổi thì lòng dạ con người thay đổi. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Khi nào con mình nó đói, cần có dòng sữa mẹ để nuôi thì cho nó bú. Còn bình thường nó đòi hỏi, đút cái this one này vào trong miệng của nó để giữ cơ thể của mình. Các bạn ơi, phụ nữ phải sao? Phụ nữ phải đẹp, phụ nữ phải tự tin, phụ nữ bước ra đường là phải sắc hương nước hương trời, phụ nữ bước ra đường là phải đánh son chứ không có đánh ghen. Yes, hay quá. Ngày xưa ông bà nói gái có công chồng không phụ, nhưng bây giờ nếu nó muốn phụ rồi nó quên mẹ nó công lao. Cho nên chúng ta phải đẹp, phải xinh. Tại sao lại gắn liền cái chữ phụ nữ với sự hy sinh? Bỏ hy sinh đi. Phụ nữ bây giờ là chỉ có hy vọng chứ không có hy sinh. Đây, phụ nữ số 1, nắm vú số 1. Phụ nữ number 1, this one number 1. Trời ơi, cắt. Chị ơi, chị làm vậy là chết tôi rồi. Chị cho em xin lỗi. Em xin lỗi rồi. Tại vì em không biết. Em trong lòng em nói sao. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Chị mà quảng cáo như vậy tôi lấy đâu ra hàng bán kịp hả chị? Trời đất ơi, quảng cáo cái gì mà hay dữ vậy trời? Với một cái nấm ti như một cái trái cây khó như vậy mà chị làm được, chị tuyệt vời quá chị ơi. Không, em chỉ nói cuộc đời em thôi. Không, anh không phải nói là hai người quá tuyệt vời trong cái khâu bán hàng. Ồ, vậy à? Miệng thì rất là lanh lợi, dạ, thông minh và sáng tạo. Ồ, chúc đây mừng anh chị đã bước qua được vòng bứt phá. Trời ơi, ngay bây giờ vậy là hai chị em mình đậu hết hả? Yeah, I say bet. Yeah.
chị xe ba. Bé ba, bé ba, bé ba. Xin mời bé và ba cùng nhau bước vào vòng đối đầu. Đối đầu, bé ba. Ủa, đối đầu là sao anh? Là hai người thành đối thủ của nhau đó. Hả? Trời ơi, không có được. Trời ơi, gì vậy? Không được anh ơi. Sao không được? Trời ơi, chị em tụi em thương nhau lắm. Ủa mà mắc cười quá, bây giờ có thương nhau thì thương chứ bây giờ công ty tôi chỉ nhận một người thôi. Thôi nhận hai người đi anh. Sao tiền đâu mà trả? Hả? Không có thì bây giờ mình bớt lại chút cũng được chứ còn chị em tụi em là không là có xa nhau được. Phải... Nói tóm lại, nếu như hai người không đồng ý thì mời đi ra về, tôi chỉ nhận một người thôi. Anh ơi, anh ơi, dạ. Trời ơi. Anh không có nghe ông bà mình nói sao? Nói sao? Nhiều điều phụ lấy giá gương. Chị em chung sống là phải thương nhau cùng. Em nói vậy đúng không chị? Đúng rồi. Đó, chị ngã là em phải nâng, đúng không chị? Nâng. Còn em ngã đó thì xô luôn. Chị xin em, chị hơi mạnh tay. Chị dừng phải nha. Em diễn quá, chị xô nhẹ em làm cho em té dữ vậy. Chị cố thật, chị để em lòi cái mặt ra, rớt cái tóc giả em xuống à. Thôi, đi. Em hãy nhìn chị đi. Hãy nhận nơi đây là một lại, chị lại em. Em không dám. Không, chị năn nỉ em mà chị. Nhường cái chóp lại cho chị đi. Em thấy đời chị không khổ đau vô cùng. Em thấy đời chị không từ trái strawberry thành một trái nho khô. Trời đất ơi, còn cái gì nữa? Đời còn cái gì nữa? Em thử tưởng tượng coi. Em tưởng tượng cho con người nó có trội nho khô nó kinh khủng lắm. Em ơi, thôi thương giùm chị. Em có nhà house, big house. Còn trong khi chị đi share phòng. Trời, em coi như rảnh rang không ai còn. Chị phải nách một đứa, sáu đứa con. Chị không có chồng, còn em có quá nhiều chồng. Cái gì vậy? Đó, cái vụ đó là tôi bị ép chứ bộ. Cái số nó bắt phải như vậy. Thì tôi số như vậy á, thì em nhường chị luôn đi. Để cái job này cho chị đi mà. Chị ơi, chị đừng có lại em ba lại. Để em lại chị ba chục lại lại nè. Ủa sao vậy? Trời ơi, chị nghĩ sao chị có con. Trời, sao chị ham đẻ nhiều. Chị ham tiền trai support. Đấy nè, đâu có ham đẻ nhiều. Tại cái này. Đây nè, một lần nữa. Đó, Fukudon. Đó, tại cái này đó. Cái gì? Hả? Nói nghe. Ha, rồi vậy chị được hưởng EDD. Trong cái tôi có đồng xu nào đó. Em ơi, em có đọc báo chí không? EDD cắt rồi, đang cãi lộn, hiểu không? Tôi nhanh không biết bao giờ mới có, trước bầu cửa sau bầu cửa không hề biết em ơi. Vẫn đang chờ dài cổ ra chờ em ơi. Khỏi cần anh chọn, thì tránh nha. Trời. Anh, em nói anh nghe. Gì? Dạ. Em xin lỗi anh, dạ. Em xin lỗi anh, em đứng. Anh, I'm ready, I'm ready cho phòng đối đầu. Ok. Mình bán cái gì anh? Vòng đối đầu là một vòng thì vô cùng căng thẳng bởi vì anh chị sẽ bán một món đồ mà vô cùng quý giá tại công ty của chúng tôi. Em không biết là em có căng thẳng không chứ em thấy anh rất căng thẳng. Tại vì từ cái lúc mà anh ready nó vô mặt. Trời ơi, hồi nãy giờ vô phỏng vấn mà sao hình như râu anh mọc đậm hơn á. Râu đậm như vậy giờ mới nhìn thấy kỹ nha. Nãy giờ lo quá chị ơi. Thôi bây giờ về đi, dạ. Để cho công bằng. Hai anh chị sẽ phải thi nhau, ai bán được nhiều sản phẩm hơn thì người đó sẽ được nhận vào công ty của chúng tôi. Dạ, nhưng mà sản phẩm gì em coi lo như là quá. Bây giờ là sao? Ý của anh là bây giờ mình livestream mình bán hàng thiệt đúng không anh? Chính xác. Hả? Bây giờ mình sẽ được trực tiếp đối diện với hàng triệu khán giả thật ở trên mạng. Trời ơi, tức là livestream thiệt à? Đi ra, bà đừng có nhào nhào với con người của tôi. Bán hàng thiệt, bà làm gì có kinh nghiệm, chỉ có tôi thôi. Cái thế giới này, em sẽ là của anh. Ra đi. Dạ, em xin lỗi. Dạ. Đi qua bên kia. Sản phẩm tôi để sẵn ở dưới rồi đó. Ủa, vậy hả thầy, thấy anh cầm cái đó qua em tưởng đâu là... Cái này là để set up, chuẩn bị lên mạng, hiểu không? Cái vi tính này là kết nối với màn hình tinh thể lỏng kia. Tức là bây giờ livestream thiệt á hả? Livestream thiệt, tập trung vô. Là có nghĩa là mọi người ơi, mọi người ơi thiệt á hả? Yes! Nửa văn nữa, càng nói càng văn, dễ sợ thiệt á. Cái con virus là nó floating đó nha, trời ơi nó kinh khủng quá. Rồi, bây giờ anh ông lên chưa? Đi vô đứng sẵn đi chờ tôi setup nè. Mình bây giờ mình bán cái gì anh? Mình bán ti hả anh? Không, cái ti là ok rồi, bây giờ xong rồi. Dẹp, bây giờ dẹp, mình bán xuống. Mình bán anh hả? Bán thân hả? Bảy à. À dạ. Nè. Ở dưới đó có cái hộp sản phẩm đó, lấy lên giùm mình. Lấy. Cái này hả? Ừ đúng rồi, cái máy bơm sữa đó. Máy bơm sữa hả anh? À. Trời ơi. Ông tóc tím mà nó không có kinh nghiệm, em có kinh nghiệm anh. Em có kinh nghiệm. Trời ơi, em là bơm đầy đủ trời, bao nhiêu năm trời chỉ có bơm và bơm thôi anh ơi. Trời đất ơi, ở nhà cũng bơm, đi làm cũng bơm, cất vô tủ lạnh quá trời quá đất luôn á. Dạ. Lia. Cái gì? Dạ. Mình là mình bán, mình nói về cái kinh nghiệm bán hàng chứ không phải mình nói về kinh nghiệm đẻ đái ở đây. Hiểu không? Mình bán về kinh nghiệm đẻ. Kinh nghiệm bán hàng là mình nói gì? Nó kinh nghiệm. Trời ơi, nhưng mà cái gì cũng có kinh nghiệm, có kinh qua kinh nghiệm thì là mới tốt hơn thôi. Bây giờ anh on lên đi. Bác. Thì bây giờ bước vô đi nè. Dạ, em rồi. Rồi. Livestream on air. 3, 2, 1, bắt đầu. Hi,
mọi người ơi, mọi người ơi, vào đây nè, dạ, vô đây với Mai Ca, vô đây với Mai Ca. Ừ, Mai Ca năm nay 21 tuổi. Trẻ quá hả? Dạ, thank you. 50 cũng nói 21. 21 tuổi, dạ, số đo 3 dòng 90, 60, 60. Trời ơi, cái gì vậy? 90, 60 và người đang về vuông xuống vậy hả trời? Dạ, dạ, tại dạ, 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 à, chào Việt Nam, chào, ôi, chào Lâm Đồng, chào Nha Trang, chào Ón, chào, chào everybody. Dạ, dạ, đúng rồi, trời ơi, nhiều người thả tim quá, trời ơi, mới có chào thôi, dạ, em mới chào thôi mà mọi người gần, trời ơi, quăng tim quá trời luôn, vậy đó, em thích quá à. Sao, à, răng, răng trắng quá hả, dạ, em biết, dạ, à, trời ơi, có comment nữa, trời ơi, nói nút ruồi dễ thương, giống chí tài. À, bỏ nha, dạ, nút ruồi này là nút ruồi duyên, dạ. Còn cái kia là con dê chó. Mình phải phân biệt được cái nào là nút ruồi duyên, cái nào là con chó nha. Đứa nào chơi thả phẫn nộ vậy, hả? Nè, nè, bớt đi nha. Nè, chị ăn hết cuốn nội mày để lại hay sao mày tự nhiên mày thả phẫn nộ chậm. Lắc nó luôn rồi. Dạ, dạ, rồi mình bán hàng đi, bán hàng đi nè. Dạ, vui vẻ, không quạo. Dạ, dạ, cả nhà ơi. Dạ, mọi người ơi. Các mẹ ơi. Các anh ơi. Dạ, nói chung là dạ, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Gái có con thì chỗ nhỏ chỗ to. Dạ, muốn cho to nhỏ đều nhau mua cái máy bơm sữa. Dạ, hai bên to đều. Dạ, trời ơi, mọi người thích quá, mọi người thả tim cười. Trời ơi, thích quá, yes. Thank you, thank you. Dạ, comment cứ nói đi, dạ, để em trả lời hết cho. Trời ơi, để em đặt comment, cho em đặt comment nha. Dạ, trời ơi, dạ, chị, dạ, dạ, chị Tuyết Minh, chị hỏi em gì à? Dạ, cái máy bơm sữa này có gì đặc biệt không chị? Dạ, cái máy bơm sữa này rất đặc biệt chị Tuyết Minh ơi. Dạ, NASA đã chứng minh rồi. Dạ, cái máy bơm sữa này coi như là nó đặc biệt một cái là coi như là nó có thể scan được lực bóp bằng tay của ba đứa bé. Dạ, scan vô trong đây và nó để trong bộ nhớ. Khi nào người mẹ cần bơm sữa ra thì nó sẽ trả ra từ cái bộ nhớ để nó đưa ra cái lực đẩy đó mà bằng với cái lực bóp của bàn tay của ba đứa bé thì sao người mẹ sẽ cảm nhận được sự thân thiện của cái máy bóp này là bàn tay của ba đứa bé. Và sao thì cái dòng sữa mẹ nó sẽ tuôn ra như xối xả như dòng thác vậy đó. Dạ, dạ, vậy chị thích không? Dạ thích quá, trời, chị thích, dạ, thích vậy mình order liền đi chị. À, chị chưa muốn có con. À, dạ, chưa muốn có con. Nhưng mà mình có thể mua để dành. Dạ, khi nào chị... Trời ơi, dạ, dạ, khi nào chị muốn có con chị mới mua. Dạ, dạ, cảm ơn chị Tuyết Minh. Dạ, à, à, có người khác thả tim nữa. Dạ, dạ, chị Vi hỏi gì? Dạ, dạ, cái này là 100 đồng nha. Luôn thuế, dạ, free shipping nha. Dạ, dạ, free shipping luôn. Dạ, đúng rồi, dạ. Con chị lớn rồi, chị không cần. À, hỏi cho đứa em. Dạ không sao, trời ơi, dạ vui vẻ không quạo, mình buôn bán mà. Dạ khi nào, dạ khi nào mà chị cần thì chị cứ nhắn em nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ, dạ cộng đồng vẫn, dạ mọi người vẫn thả tim cho em đi à. Dạ, dạ cảm ơn. Thôi nghỉ đi. Chút xíu. Hết giờ. Dạ. Trời ơi, bán hàng như vậy là chết tôi rồi. Nãy giờ nói không à, chỉ kéo được cái lượt view à, không có bán được hàng gì hết. Cho em không có bán được cái nào hết hả? Tại vì không bán được cái nào hết là chết tôi rồi. Em nhiều lắm, cho em chút xíu nữa, em nói chút xíu nữa. Thấy chưa? Trời ơi, thả coi như like là một chuyện mà mua là một chuyện khác đúng không? Đúng. Dạ. Rồi bây giờ anh làm ơn đi xuống giùm đi cho bà chị này lên đi. Ờ, trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên nói em rung mà. Cho em chút xíu nữa đi. Thôi được rồi, thôi được rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Trời ơi không tôi. Người ta miêu cái Michael bây giờ đó, trời ơi nói nhiều quá. Bây giờ tới em. Cái gì vậy? Trời ơi, sản phẩm của mình là phải tôi nâng niu. Nói như vậy mà tôi còn chưa bán được cái nào. Bà lên đây, bà lên đó đi. Vừa cái nhan sắc của bà. Được, bà thả một cái tim thôi con bà. Anh ơi, không mấy mình không like được không? Và làm giống hồi nãy được không? Chứ đừng có like được không anh? Làm sao? Đừng có live vờ được không? Chứ em rung quá, tại này nào giờ em chưa bao giờ. Không được, đây là thi đấu đàng hoàng. Bây giờ chị có muốn vô làm công việc này không? À, tức là chị chọn một thôi không anh? Một thôi, only one. Dạ, lần này là đừng debate cuối cùng thôi không anh? Dạ, rồi. Trời, bởi vì ăn không rảnh ở rỗi suốt ngày coi chính trị. Trời, dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi, lần này debate hòa bình, lần cuối là debate, lần trước gây lộn cho lần này hòa bình. Được, dạ. Rồi. Mỗi người một phong cách khác nhau. Dạ đúng rồi, phong cách khác nhau. 3, 2, 1, bắt đầu. Em chào tất cả các chị em phụ nữ. Trước tiên thì em xin có một cái điều như thế này nè.
hồi nãy á, có những cái á, khi mình kinh nghiệm mình nói ra là chị em phụ nữ tin, để chị em phụ nữ mua mặt hàng, giống như cái máy bơm sữa này đây. Hồi nãy cái em trai áo cam nói là cái máy này có thể đo được cái độ bóp của người cha đó, để cho nó tạo thoải mái. Nhưng mà em xin thưa thực tế là thế này, trước khi sanh á thì còn có độ bóp của người cha, nhưng sau khi sanh rồi cha nó không thèm bóp thì lấy đâu mà đo được độ bóp. Dạ. Đó là thực tế, và nó rất là đau lòng. Và đây em xin trở về cuộc đời của em. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ, dạ. Hát là phải hát hay chứ còn hát như mẹ. Trời ơi kìa, tôi có hai thả tim đâu. Đó, đó. Trời ơi, khóc không mà lên 500 like. Bao nhiêu like rồi anh? 700. Dạ, em rú lên nữa bây giờ. Có xạo có thể không vậy trời. Mẹ. Trời ơi, em nói thiệt, cái cuộc đời của em á, nó truân truyền lắm. Coi như là hồi nãy tại sao em hát cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình? Bởi vì nó liên quan tới bầu sữa. Người mẹ giống như biển Thái Bình cũng như là biển sữa đó. Khi mà mình 20 tuổi, bầu sữa của mình nó lai láng như là biển trời, nó nhiều lắm. Ao 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 để cho con bú. Mình không cần tới máy bơm sữa này, bỏ qua một bên. Nhưng khi mình 30 tuổi, cái biển cả nó biến thành dòng suối róc rách, nó nhỏ hơn chút xíu. Nhưng nó vẫn ao 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 ao. Và mình vẫn chưa cần cái này. Ủa cái gì nó hít dữ vậy? Để đây thôi. Chờ từ từ, từ dòng suối, bốn mình tụi mình bị dày vò, mình bị đau khổ tất cả mọi cái. Nó biến thành từ từ nhỏ dần, giống như khe róc rách chút chút thôi. Thì bắt đầu chúng ta cần thì cái máy bơm sữa này để bơm vô. Và cuối cùng khi chúng ta quá đau khổ rồi thì dòng sữa của chúng ta chỉ còn là giống như là cái romine mà vặn nước nhỏ, nó kêu tưng 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 vậy đó. Cho nên chúng ta lại càng cần cái máy bơm sữa này hơn. Trời ơi đau khổ, em nói em đau khổ đó. Tại vì khi mà nói cái máy bơm sữa này, em mới nhớ đến một kỷ niệm ngày xưa. Một kỷ niệm ngày xưa kinh khủng lắm. Anh ơi, 3 phút chưa anh? Không, câu chuyện đang hấp dẫn, lượt like không, đang nhưng thắng. Mà mình thi đấu có 3 phút. Em đây. Dạ anh. Dạ không. Dạ không. Dạ em la thằng áo cam chứ em đâu có la dám la khách hàng mua hàng đâu. Để em nói tiếp. Đúng. Là em nhớ tới ngày xưa em nhớ nó lâu lắm rồi. Em nhớ là lúc đó con em còn đỏ hỏn, em bế trên tay. Trong một đêm mưa gió bão bùng. Ê ê chị trời ơi, tôi đang quảng cáo tự nhiên mà si con đi đái ở đây chi vậy trời? Cái gì vậy? Không chị... làm special effect mưa gió bão bùng là đang gió mưa nè, mưa gió bão bùng mà vậy là special effect hả? À, trời đó. Ơi làm được luôn hả? Bùm à, cái gì vậy? Sét đánh á, mưa gió bão bùng phải có sét chứ đúng không? Cái này anh special có duyên effect. Quá anh có duyên quá. Trời ơi, cái này tôi phản đối. Để người ta bán tiếp đi được. Không, ba phút rồi. Còn từ từ đi chút xíu, em nói lẹ lắm. Rồi nhanh đi, nhanh tay đi. Tay con ôm nó hộp tay như thế này mà em coi như là lúc đó là cái nhỏ nó chỉ là cái romine chút xíu, cho nên em phải bơm sữa một tay như thế này. Thì lúc đó em hay tin là chồng em nó đã đi theo người khác. Em tức, em biết làm gì bây giờ. Trời ơi, thế là em đặt con em xuống cho nó ngủ ngoài. Em vô tình thôi, em cầm cái máy bơm sữa em rượt theo nó. Trời ơi, em không biết làm gì bây giờ. Nhưng mà người ta nói phụ nữ ra ngoài đường đánh son chứ không đánh ghen. Em không đánh ghen, em chỉ đè nó xuống ra. Em lấy cái này, em dắt sữa nó. Mà quý vị nghĩ coi, đàn ông không có tiếng sữa. Đàn ông không có tiếng sữa mà dắt làm sao ra 8 ao sữa cho con em bú thì cho nó chết nó luôn. Cho nên cái này rất nhiều công dụng. Bơm sữa là một, vậy đây là vũ khí quánh ghen mà không để lại dấu tích. Đó. Tôi yêu cầu anh. Trời ơi. Yêu cầu anh tắt livestream liền cho tôi. Chị anh Thủy Hương. Liền livestream cho tôi. Kiều bán hàng chị Thủy Hương. Trời ơi, con chị lớn rồi mà chị vẫn mua được ủng hộ hả? Bả xào đó, cái câu chuyện này tôi người biết. Người ta đang mua kìa. Không, cái câu chuyện này tôi ở với chị bao nhiêu năm tôi biết. Chị đặt chuyện ra để chị bán, chị lường gạt khán giả là một người không tốt. Chị... Ủa? Chứ làm sao? Cái câu chuyện là phải có đặt ra, có đầu có đuôi này kia nọ, có phí giết để cho người ta hấp dẫn, người ta mới bán hàng được chứ. Chứ ở đâu ra mà lấy cái này mà dắt được sữa hả? Tôi nói cho anh nghe, tôi nè, anh ơi, em nói cho anh nghe, đây là cái gì? Mình công ty tập đúng. Đoàn mình là bán đồ cho trẻ em, đúng không? Bán đồ cho trẻ em mà tại sao anh có thể để một cái người phụ nữ mà tôi nói vũ phu như vậy? Hả? Vũ phu? Lấy cái này mà đập vô trong mặt của thằng chồng rồi dắt sữa của thằng chồng ra. Hả? Chị là bà nói sao? Chị chỉ có dắt sữa thôi chứ có làm gì đâu, không có đánh đập, chỉ có dắt sữa thôi. Mà lắm. Nó cũng chết bà nó rồi. Chị nói lắm. Chị nói là đàn ông không có sữa. Nếu không có sữa thì tại sao nó có sữa ông thọ?
Trời đất ơi, câu chuyện của hai người tuyệt vời, cãi tiếp đi. Bây giờ tôi nói cho anh. Bây giờ trở mặt đi không? Buôn bán của anh tôi để qua một bên, nhưng mà giờ tôi nói chị nghe. Cái gì? Bây giờ chị nói đi. Chị nói cái gì? Tôi nói cho bây giờ. Bây giờ nhà cửa chị ở, tôi lo cho chị bao nhiêu năm nay, đúng không? Tôi cũng nín. Nín ngay. Mày nói mày lo cho tao hả? Dù nói dù lo cho mi hả? Trời ơi, bình thường cái phòng á, xe 700 đồng á, nó đặt nhà tôi, mấy mẹ con tôi 1.000 đồng, mắc hơn 300 mà nó lo cái gì? Anh nghĩ đi, người ta đó là coi như là cái một người ở, người ta mới 700, còn hả, bà một bà với 6 đứa con ở, đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi nói ha, một ngày đi tắm 10 lần, tôi nằm ghế một bên, trời tôi ơi, đi tôi lét thôi mà tôi nói giật nước mà tôi... Cái gì đâu, con người suốt ngày nằm nghe đếm giật cầu làm sao, có ra gì đâu. Tôi lo cho chị biết bao nhiêu bây giờ, đi. Chị đồng tiền lại. Hãy lớn lên, trời ơi, chưa bao giờ công ty tập đoàn của chúng tôi đạt tới cục mốc 1 triệu view. Trời đất ơi, 100.000 like, 100.000 chia vậy? Sẻ, trời đất ơi. Ủa, cái chuyện gì? Anh, nãy em kêu anh tắt livestream rồi, tại sao anh vậy? Ngu anh sao cắt? Cái gì? Ngu sao cắt livestream? Hai người không biết đâu, tôi là một chuyên gia. Để mình sống sót, để mình sinh tồn trong cái ngành livestream này, chúng ta phải lôi càng nhiều những câu chuyện drama ra, càng cãi lộn càng nhiều, người ta càng thích, người ta càng chia sẻ, người ta càng lo, công ty tôi bán được hàng. Tuyệt vời. Bị nó gạt rồi. Trời ơi, cả nhà ơi, tụi em bị gạt rồi, chúng em thương nhau lắm, hai đứa hiền lắm, không có biết. Trời ơi. Trả thù. Dòng bứt phá đã qua, đúng. Bây giờ chúng ta phải đi đến dòng chung kết. Bé ba. Nè, làm gì đó? Tôi nói cho anh biết gì đó. Anh làm ăn lương liệu hả? Quay nói anh đẹp vậy. Trời ơi, nó vẫn đẹp kìa. Tôi đẹp ơi, trời ơi, đẹp cái gì nữa? Rồi, bác sĩ dắt hai rồi đó. Đưa trong chân. Rồi. Về chị. Trời ơi, em chọn trúng quá. Nè. Trời ơi, không lẽ công ty của tôi hoài chỉ còn một thành viên sao?